Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 17. Mọi người đều cười nhạo hắn một trận và không thèm quan tâm đến lời nói của Tề Đẳng Nhàn, bọn họ chỉ nghĩ rằng hắn đang nói nhảm mà thôi. Loại người có mắt như mù này thế mà lại dám đắc tội với Tử Dương, dám đá vào chiếc Mercedes-Benz G-Class mới toanh của Tử Dương, hơn nữa còn ba hoa chích chòe nói rằng muốn mua mười mấy chiếc Mercedes-Benz về làm đồ dùng chung, đúng thật là buồn cười. Đại lý Audi ở phía đối diện cách đại lý Mercedes-Benz một khoảng không xa, Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan vừa mới đi đến thì đã bị ông chủ của đại lý Audi chặn lại ở cửa. Ây ây ấy, thật ngại quá, đại lý xe hơi chúng tôi rất chào mừng người đến mua xe nhưng không chào mừng người chỉ đến để chụp ảnh khoe khoang. Ông chủ đại lý xe hơi khoanh hai tay lại, cười khẩy và nói. Ông có ý gì thế? Chúng tôi còn chưa vào xem xe mà ông đã nói chúng tôi đến chỉ để chụp ảnh khoe khoang hả? Dương Quan Quan tức giận và nói. Cái gọi là không coi người khác ra gì chắc chính là như thế này đây nhỉ? Ông chủ đại lý xe hơi bĩu môi nói, đám bại não các người, đắc tội với người như thiếu đà chủ rồi mà còn không biết tự lượng sức mình à? Còn nữa, rõ ràng là lái một chiếc xe Zeta rách nát mà lại cứ phải ra vẻ là người có tiền ở trước mặt mọi người, không biết ngại à? Cho hai người đi vào chẳng khác nào là hạ thấp tiêu chuẩn của đại lý xe hơi của chúng tôi cả, vậy nên, chỗ chúng tôi không chào đón hai người. Dương Quan Quan tức đến mức mặt đỏ tía tai, không ngờ rằng người của đại lý Mercedes-Benz đã coi thường người khác như thế mà ông chủ của đại lý Audi này cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi Từ Dương và đám người kia nghe thấy lời của ông chủ đại lý Audi thì đều không khỏi cười ngặt nghẽo. Hai kẻ giả vờ là người có tiền kia, đừng ở trong phố xe hơi lừa gạt người khác nữa, mọi người đều biết mặt của hai người rồi, ngay cả cửa cũng không muốn cho hai người bước vào đâu. Từ Dương ôm bụng cười lăn lộn. Đúng đấy, lái một chiếc xe Zeta rách nát đến đây mà lại nói là muốn mua mười mấy chiếc xe sang để làm đồ dùng chung, đúng là buồn cười quá đi thôi. Tôi cảm thấy hai người vẫn là hợp đi dạo ở phố xe van thì hơn, mấy cái xe hiệu kim bôi gì gì đó ở chỗ đấy chắc là đủ cho mấy kẻ nghèo khổ các người dùng rồi. Ba hãng xe lớn như BBA rõ ràng là không phù hợp với những kẻ nghèo khổ như hai người đâu. Đừng có suốt ngày mơ mộng hão huyền và làm lỡ thời gian của mọi người nữa. Đám người ở hai đại lý xe hơi ở hai bên đều chế nhạo hai người. Ông chủ của đại lý Mercedes-Benz rêu rao, mau mang chiếc Aston Martin 177 của cậu đến chắn cửa của chúng tôi đi, để tôi được mở mang tầm mắt xem siêu xe hàng đầu là như thế nào. Ông chủ của đại lý Audi cười và nói, tôi cũng muốn được mở mang tầm mắt xem được 177 chắn ở cửa là như thế nào, hay là cậu thử suy nghĩ đến việc chắn cửa của chúng tôi đi. Lời này của hai người họ khiến cho đám đông bật cười ha ha. Chém gió mà không có kịch bản thì cũng không thể chém gió lên tận trời được, loại siêu xe đẳng cấp thế giới trị giá lên đến hơn 40 triệu như Aston Martin 177 cũng là thứ mà cứ mở miệng là có thể nói ra sao. Nói như thế mà cũng có người tin à. Hay là hôm nay chúng ta đừng mua nữa? Dương Quan Quan tức giận nói. Ha ha ha, nghe thấy gì chưa, bắt đầu tự tìm đường xuống rồi đấy. Khí phách lúc bảo muốn mua mười mấy chiếc xe sang để làm đồ dùng chung của ban nãy đâu rồi? Sao lại đổi ý trong nháy mắt thế? Các người có thể thử đến đại lý BMW ở bên kia xem sao, xem liệu người ta có tiếp đón hai người hay không? Đám người nghe thấy câu nói này của Dương Quan Quan thì lại chế nhạo bọn họ thêm một lần nữa. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nhìn ông chủ của đại lý Audi một cái và lạnh lùng nói, nếu như ông đã không muốn kiếm số tiền này thì tôi cũng còn gì phải nói nữa. Đi thôi, chúng ta đi sang bên đại lý BMW. Mọi người nhìn đi, vào lúc quan trọng vẫn là phải xem người đàn ông thế nào, vẫn là đàn ông giỏi giả vờ hơn phụ nữ một chút. Dù sao thì anh ta cũng đã chém gió rằng mình có một chiếc Aston Martin 177 rồi, cho dù lời chém gió bị vạch trần rồi thì tuyệt đối cũng sẽ không thừa nhận đâu. Cố lên, giả vờ tiếp đi, tôi tin anh, chỉ cần anh cố gắng thì sớm muộn gì cũng sẽ có thể thay Zeta bằng Santana thôi. Từ Dương cũng cười hùa theo bọn họ, dám đắc tội với Từ Dương anh ta đây à? Thế thì hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc bị đám đông tấn công đi. Từ Dương nói với Dương Quan Quan, cô quỳ xuống đây và ôm lấy chân tôi, nói không chừng tôi lại vui tính mà ngay lập tức mua cho cô 10 chiếc xe sang đó, trong một tuần mỗi ngày cô đổi một chiếc xe vẫn chưa dùng hết. Dương Quan Quan cười khẩy và nói, đi chết đi, lái một chiếc xe G-Class rách nát thì có gì mà ra vẻ chứ?
Lát nữa oan 77 của ông chủ chúng tôi sẽ nghiền anh ra bã. Từ Dương lớn tiếng cười ha ha, nếu như anh ta có thể mang chiếc Aston Martin oan 77 đến đây thì tôi sẽ ngay lập tức đập nát chiếc G-Class này để góp vui. Chờ đó đi, Dương Quan Quan lạnh lùng nói. Hai người đi đến cửa của đại lý BMW, mọi người vốn tưởng rằng Tề Đảng Nhàn và Dương Quan Quan sẽ bị ông chủ của đại lý BMW đuổi ra khỏi đó ngay lập tức, nhưng không ngờ rằng hai người lại được mời vào bên trong. Không sao đâu, chờ đó đi, lát nữa bọn họ sẽ bị đuổi ra khỏi đó thôi. Tôi cũng nghĩ vậy, đợi đến khi người ta phát hiện ra rằng hai người đó hoàn toàn không có chút sức mua nào thì liệu bọn họ còn kiên nhẫn để tiếp đãi hai người họ không? Cái đầu nghèo khổ đó đoán chừng còn chẳng trả nổi tiền đặt cọc đâu, thật không biết bọn họ lấy dũng khí ở đâu để đến đây xem xe sang nữa. Có điều mọi người cũng chẳng quan tâm lắm, cho rằng hai người bọn họ rất nhanh sẽ bị bại lộ và chẳng bao lâu sau sẽ bị đuổi ra ngoài thôi. Ông chủ của đại lý BMW nhìn thấy Tề Đảng Nhàn thì ngay lập tức tươi cười chào hỏi và nói, Tề Tổng, xin chào, xin hỏi anh muốn xem xe gì? Tề Đảng Nhàn không khỏi ngẩn người. Hắn nói, ông biết tôi à? Hôm qua kẻ hèn này may mắn được tham dự bữa tiệc của Liên minh Kinh doanh của tập đoàn Từ Thị và gặp được Tề Tổng, tôi vô cùng ngưỡng mộ Tề Tổng đó. Ông chủ khách sáo nói. Ồ, thì ra là thế, Tề Đảng Nhàn không mặn không nhạt đáp lại một câu, ông đưa chúng tôi đi xem xe đi, tôi muốn mua khoảng 15 chiếc. Ông chủ nghe thấy thế thì không khỏi vui mừng, quả nhiên là một thương vụ lớn. Không hổ là nhân vật lợi hại có thể đầu tư 10 tỷ vào tập đoàn Hướng Thị, vừa mới ra tay đã đòi mua hẳn 15 chiếc xe. Những người bên ngoài đều đang hóng hớt thông qua cửa kính của đại lý xe hơi. Đừng thấy bây giờ người ta nhiệt tình tiếp đãi như thế, một khi phát hiện hai người bọn không có tiền, người ta sẽ ngay lập tức đuổi bọn họ ra ngoài thôi. Còn phải nói, tố chất tâm lý của người anh em đó cũng thật là cứng cáp. Rõ biết bản thân mình chỉ là một kẻ nghèo khổ mà lại cứ đòi ra vẻ làm người có tiền cơ. Ha ha ha, tôi thấy anh ta đã lừa gạt cả chính bản thân mình luôn rồi, giống hệt như mấy đại sư thái cực quyền ở trên mạng ấy. Ông chủ của đại lý xe hơi giới thiệu cho Tề Đảng Nhàn các mẫu xe mới nhất của cửa hàng mình, ông ấy đích thân làm nhân viên hướng dẫn viên mua hàng để giải thích cho hai người nghe một cách rất chuyên nghiệp. Nhân viên bán hàng và quản lý của đại lý xe hơi ở bên cạnh liên tục đi đến ân cần hỏi han, mang trà, trái cây, đồ ăn nhẹ và những thứ khác cho hắn và Dương Quan Quan. Tề Đảng Nhàn ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định, thế thì lấy 13 chiếc 320 và 2 chiếc 740 đi. 320 là xe dùng chung cho quản lý cấp trung, 740 là xe dùng chung cho quản lý cấp cao, thư ký Dương thấy thế nào? Dương Quan Quan ngẩn người và nói, kiểu mẫu này liệu có hơi cao cấp quá không? Hay là mua loại rẻ hơn một chút? Tôi thấy xe dùng chung cho quản lý cấp trung khoảng trên dưới 20 vạn là ổn rồi. Tề Đảng Nhàn nói, cứ như vậy đi, 13 chiếc 320 và 2 chiếc 740, quẹt thẻ trực tiếp, thanh toán một lần. Về mặt cấu hình cũng phải là loại cao cấp nhất. Sau khi nghe xong những lời này, trong lòng Dương Quan Quan không khỏi bóc phốt. Thế cái đồ háo sắc nhà anh còn hỏi tôi làm cái gì? Bị điên à? Ông chủ của đại lý xe hơi vui mừng khôn xiết, ông ấy nói, được được được, chúng tôi sẽ ngay lập tức đi chuẩn bị hợp đồng cho Tề Tổng, 13 chiếc 320 và 2 chiếc 740. Giá cao nhất của 320 là xấp xỉ 40 vạn nhưng 740 lại lên đến 120-30 vạn, Tề Đảng Nhàn tùy tiện mua lấy một lô xe dùng chung cho công ty, thế mà lại vung tay quá chán mà tiêu đến 7-8 triệu. Đúng là tiêu tiền như nước mà, nhưng mà nếu như anh ta không tiêu tiền như nước thì đã không quẹt cho mình 5 triệu rồi. Đây chính là kẻ ngốc nhiều tiền trong truyền thuyết hay sao? Trong lòng Dương Quan Quan không nhịn được mà châm chọc một câu. Nếu như Tề Đảng Nhàn nghe được câu này thì đoán chừng hắn nhất định sẽ đè cô ta xuống đất và đánh cho cô ta một trận tơi bời, cái loại người được hời rồi còn giả ngu này phải treo lên và đánh cho một trận mới được. Tề Đảng Nhàn nhanh chóng quẹt thẻ tại đại lý xe hơi. Sau đó ký hợp đồng. Ông chủ đại lý xe hơi Mercedes-Benz không khỏi ngạc nhiên, nói, hình như hợp đồng đã được ký kết rồi, đừng có bảo với tôi là mua cả chục chiếc BMW về làm xe công nha. Ông chủ đại lý ô tô Audi hét lên, tuyệt đối không thể nào, hắn là một tên nghèo lái Zeta mà thôi, sao có thể có nhiều tiền như vậy. Sắc mặt của Từ Dương cũng tối sầm lại, anh ta khẽ nhíu mày, anh ta cũng không tin Tề Đảng Nhàn là người có nhiều tiền như vậy. Một lần có thể vung tiền mua cả chục chiếc BMW.
Ngay sau đó, mọi người thấy các nhân viên bán hàng trong đại lý BMW lấy ra những dây duy băng chúc mừng người mua xe. Lần lượt bắn pháo hoa, một tràn tiếng nổ vang, dây duy băng và hoa nhựa bay khắp trời. Xin chúc mừng anh Tề đã chọn được 13 chiếc BMW 320 và 2 chiếc BMW 740 từ đại lý xe của chúng tôi. Xin chúc mừng. Anh Tề thật hào phóng, tôi chúc anh Tề ngày càng làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào. Chúc mừng anh Tề có xe mới, toàn thể nhân viên đại lý ô tô BMW xin nhiệt liệt chúc mừng anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền, những nhân viên bán hàng trong đại lý BMW đều cười tươi rói. Mặc dù mấy chục chiếc xe này đều do ông chủ bán được, nhưng bọn họ đều có thể nhận được hoa hồng. Tề Đảng Nhàn mua một lần 15 chiếc xe, phải mất từ 7 đến 8 triệu nhân dân tệ, cho nên họ nhận được hoa hồng rất nhiều. Cái gì? 13 chiếc BMW 320, 2 chiếc 740, đùa cái gì vậy? Không thể nào, hắn mua 15 chiếc BMW sao? Mà lại trả tiền hết một lần. Hắn làm sao có thực lực tài chính như vậy được, giàu có như vậy mà lại để người phụ nữ của mình lái Zeta? Ông chủ đại lý ô tô và những người bán hàng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, con người của họ sắp rớt ra ngoài, đồng thời trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Có thể không hối tiếc sao? Tề Đảng Nhàn đã vung tay một lần mua 15 chiếc ô tô, hai trong số đó là chiếc 740 trị giá của nó hơn 1 triệu. À, tim của tôi, đang chảy máu, đau quá, ông chủ đại lý Audi ôm ngực, cảm giác như tất cả mạch máu trong tim cả mình đều quấn chặt vào nhau vậy. Vừa rồi Tề Đảng Nhàn ở đại lý xe hơi Mercedes-Benz, định đến đại lý xe hơi Audi xem một chút, chỉ cần thái độ tốt một chút thôi, chẳng phải hắn sẽ mua giúp mấy chục chiếc xe trong cửa hàng mình rồi sao? Vì sĩ diện bản thân, đem khách quý mắng cho chạy mất, chớp mắt mất trắng hàng triệu đồng ngay lập tức. Mất tiền không phải là chuyện lớn, nhưng mất một lúc 15 chiếc xe thì quả thật là đáng tiếc. Trên mặt ông chủ đại lý xe hơi Mercedes-Benz cũng lộ ra vẻ đau lòng. Nếu biết Tề Đảng Nhàn giàu có như vậy, tội gì phải đi nịnh nọt Từ Dương. Cả hai bên đều không nên đắc tội bên nào, nếu lịch sử tiếp đãi cả hai, thì đã có một kết thúc trọn vẹn hơn rồi. Mấy chục chiếc xe này sẽ phải từ cửa hàng của mình đi ra. Những nhân viên bán hàng cũng vô cùng hối hận, nếu như có thể lập tức nhận định được nên tiếp đãi Tề Đảng Nhàn như thế nào, thay vì chế nhạo hắn, như vậy tháng này chẳng phải sẽ trở thành người mẫu trẻ của hội quán tha hồ chơi sao? Trái tim của những người này đầy sự hối hận, ảo não. Tề Đảng Nhàn đầu tiên chọn Mercedes-Benz, sau đó là Audi, nhưng cả hai đều không trân trọng cơ hội này, thay vào đó thì lại để BMW vốn luôn nằm ở mức thấp bắt được cơ hội. Ông chủ đại lý BMW suýt phá lên cười, ông không ngờ đơn hàng lớn như vậy lại bất ngờ ập xuống đầu mình, hắn mua liền một lúc 15 chiếc xe, trong đó có 2 chiếc là 740. Thật tuyệt vời! Ha ha ha! Đám ngu xuẩn này luôn miệng nói BMW của chúng ta không tốt, hiện tại cho chúng lóa mắt chơi. Cũng may ngày hôm qua tôi đi tham gia bữa tiệc liên minh kinh doanh của tập đoàn Từ Thị, nếu không, hôm nay chỉ sợ sẽ phải bỏ lỡ cơ hội rồi. Thật sảng khoái mà. Chủ đại lý BMW nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, ông ta cung kính chờ đợi ông chủ lớn Tề Đảng Nhàn hoàn thành thủ tục nhận xe. Tề Đảng Nhàn nhàn nhã nói, không tệ, công ty của chúng tôi sẽ mua thêm xe công. Sẽ ưu tiên xem xét đại lý BMW của ông. Ông chủ vui vẻ nói, ha ha ha, cảm ơn Tề Tổng, chúng tôi nhất định sẽ trân trọng cơ hội này. Đây là danh thiếp của tôi, xin hãy nhận nó. Tề Đảng Nhàn cũng giữ thể diện cho ông, trực tiếp bỏ danh thiếp vào túi. Không phải chỉ có mười mấy chiếc thôi sao, có gì lạ đâu. Hôm nay nếu như ông cho Từ Dương tôi mặt mũi, thì Từ Dương tôi sẽ không bạc đãi các người. Sau này nếu Long Môn của chúng tôi mua xe, tôi sẽ ưu tiên giới thiệu họ đến hai cửa hàng của ông mua. Lúc này, Từ Dương vì để khôi phục lại tôn nghiêm của mình, nên đã mở miệng nói ra câu này. Hai ông chủ đại lý xe hơi lập tức nịnh nọt vài câu, nhưng trong lòng lại chua xót, chỉ là lời nói suông vô căn cứ. Đại lý BMW trong chốc lát đã mất 15 chiếc xe hạng sang, lời nói này của Từ Dương cũng chỉ là nói suông mà thôi. Hơn nữa, ô tô cũng chỉ là đồ chơi thôi, đâu phải lúc nào cũng cần, ai biết phải chờ đến khi nào Từ Dương mới có thể mua chứ. Thấy Tề Đảng Nhàn được tất cả nhân viên của đại lý xe hơi BMW cung kính tiễn ra khỏi đại lý ô tô, Từ Dương cảm thấy rất không vui.
Dương Quan Quan cầm trên tay một đống hợp đồng mua xe, trên môi nở nụ cười đầy kiêu hãnh. Vào thời điểm này, sẽ không ai còn nghĩ rằng, Tề Đảng Nhàn nói rằng hắn mua hơn chục chiếc ô tô để sử dụng trong công ty, là điều khoác lác cả. Dương Quan Quan mở cửa xe chiếc Zeta của mình, đặt hợp đồng vào trong xe, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhất là nhìn vẻ mặt tiếc nuối và kinh ngạc của những người này, cô ta càng thấy vui hơn. Tề Tổng, công ty của ông còn muốn mua xe thương mại cao cấp không? Cửa hàng chúng tôi vừa có một chiếc Maybach, nhất định sẽ đáp ứng được nhu cầu của ông. Ông chủ đại lý Mercedes-Benz vẻ mặt đầy gian trá tiến lên. Ông xứng sao, tôi đã đặt hàng trước một chiếc BMW 9 Series tại một đại lý BMW, sau 2 tuần nữa nó sẽ được chuyển từ nước ngoài về. Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói. Ông chủ đại lý Mercedes-Benz suýt ngất vì bản thân đã bỏ lỡ một đơn hàng cả chục triệu nhân dân tệ như vậy. Ông chủ đại lý xe hơi Audi cũng hối hận, hận không thể tự tát vào mặt mình. BMW 9 Series là mẫu xe dành cho doanh nhân hàng đầu của BMW vừa mới ra mắt, hiện tại nó chỉ được bán ở nước ngoài, nếu chuyển hàng về ước tính có giá từ 3 đến 4 triệu nhân dân tệ. Cộng lại số tiền mua xe cũng hơn 10 triệu rồi. Dương Quan Quan cười lạnh nói, bây giờ mới biết tới đây nịnh nọt người ta. Vừa rồi ông làm cái gì? Quỳ xuống liếm chân thiếu đà chủ đi. Nói xong, cô chuẩn bị kéo Tề Đảng Nhàn lên xe rời đi. Từ Dương lại lạnh lùng nói, không được rời đi. Vừa rồi ngươi nhắc tới Aston Martin. Hôm nay nếu không lái xe tới đây, để tôi thấy, tôi cho người xử lý anh. Xử lý chúng tôi, chỉ dựa vào ngươi một tên tiểu hỗn đản sao? Tề Đảng Nhàn nghe xong liền bật cười. Tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Nếu là vừa rồi nhất định sẽ châm chọc, nhưng bây giờ, Tề Đảng Nhàn rõ ràng là một đại phú hào, không nên đắc tội hắn. Tuy nhiên, mọi người cũng cảm thấy rằng Tề Đảng Nhàn nói chuyện cũng quá là không có não đi. Hắn mặc dù có chút tiền, nhưng lại dám ăn nói như vậy với Từ Dương. Chắc là không biết sau lưng Từ Dương là Long Môn của tỉnh Đông Hải. Một người cho dù giàu có đến đâu cũng không dám khiêu khích sự tồn tại của Long Môn. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu bạc lái vào khu ô tô, mặc dù chạy không nhanh, nhưng đạp chân ga ầm ầm vang dội, bật chế độ oanh tạc khắp phố. Mọi người từ tất cả các đại lý ô tô lớn không khỏi thò đầu ra ngoài nhìn, sau đó đều cảm thấy kinh ngạc mà hét lên, đồng thời cùng rút điện thoại ra chụp ảnh quay phim. Đó là Aston Martin 177. Ông chủ của đại lý Mercedes-Benz và Audi đều phải trố mắt nhìn. Lý Vân Uyển mặc một bộ váy đẹp lộng lẫy, trên mặt đeo kính râm lớn, cô trông giống như những người nổi tiếng trên mạng đang tìm kiếm những bức ảnh về xe hơi sang trọng, khách sạn, nhà hàng phương Tây vậy. Tuy nhiên, khí chất của cô thì tuyệt đối không một người nổi tiếng nào có thể bắt chước được. Loại chuyện này giống như chim chỉ bay lên thành Phượng Hoàng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chim chỉ mà thôi. Mặc dù Lý Vân Uyển không thèm phô trương sự giàu có của mình, nhưng vào lúc này đây không thể không bùng nổ sự phù phiếm này, trên đường đến đây, cô ấy đã thu hút vô số ánh nhìn và tiếng hò reo. Ngay cả những phú nhị đại lái Rolls Royce cũng không có can đảm để đến bắt chuyện với cô ấy. Zít! Bánh xe cọ sát với mặt đất, dừng ngay trước mặt Tề Đảng Nhàn. Lý Vân Uyển mở cửa xuống xe, ném chìa khóa cho Tề Đảng Nhàn, cười nói Aston Martin của anh. Tôi đã lái nó đến cho anh rồi đấy. Tề Đảng Nhàn bắt lấy chiếc chìa khóa xe trong không trung, thản nhiên bỏ vào túi. Cái này, mọi người ngạc nhiên đến nổi không nói nên lời. Ông chủ đại lý BMW vẻ mặt đầy tự hào, những kẻ ngốc này bây giờ đang chết lặng rồi phải không? Ngày hôm qua, Tề Tổng đã lái chiếc Aston Martin 177 này đến bữa tiệc. Từ Dương cũng rất kinh ngạc, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ vậy. Làm sao có thể tưởng tượng được Tề Đảng Nhàn thật sự mua chiếc Aston Martin mà trên thế giới sản xuất với số lượng giới hạn là 77 chiếc. Thiếu đà chủ vừa mới nói cái gì? Nếu tôi có một chiếc Aston Martin, anh sẽ đập nát chiếc G lớn của mình ngay tại chỗ. Tề Đảng Nhàn nhàn nhạt hỏi. Chết tiệt, đừng có mà khi dễ người ta. Từ Dương không nhịn được gầm lên một tiếng, có tiền thì ghê gớm lắm sao? Lão tử ta là thiếu đà chủ của Long Môn đấy. Hừm. Có tiền đúng thật là ghê gớm, Tề Đảng Nhàn khoát khoát tay cười nói. Sau khi Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan nghe thấy những lời kiêu ngạo của hắn, cả hai đều không hẹn mà cùng nghĩ rằng hắn thật là một kẻ nhà quê. Những người vừa rồi giúp Từ Dương dẫm đạp Tề Đảng Nhàn,
lúc này đều không dám nói lời nào, thậm chí hô hấp cũng rất khẽ. Tề Đẳng nhàn cười chế nhạo Từ Dương, và nói, nếu hôm nay anh không đập chiếc gờ lớn của anh, theo đặt cược thì anh đã thua. Vậy đi, tôi sẽ cho anh nằm dạp xuống đất mà rời khỏi đây. Từ Dương cả giận, anh ta đường đường là thiếu đà chủ của Đông Hải Long Môn, lại có người dám uy hiếp anh ta như vậy, chẳng lẽ hắn không coi Long Môn ra gì sao? Được rồi, mẹ kiếp, coi như ngươi lợi hại, giữa chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Từ Dương tức giận nói, trực tiếp đi đến chân tường nhặt lên một cây búa tạ dùng để phá tường. Từ Dương biết Tề Đẳng Nhàn là một tên tuy khốn nhưng hào phóng, hôm nay không mang theo người nào bên cạnh, hiện tại lại bắt được cán của anh ta, nếu thật muốn đánh anh ta một trận, thế thì anh ta càng mất mặt hơn. Sau khi cân nhắc, Từ Dương chỉ có thể miễn cưỡng đập xe. Anh ta đi đến chiếc gờ lớn của mình, vung búa đập mạnh vào mui xe, chỉ trong hai cú đập, mui xe đã biến dạng và vỡ nát, động cơ bên trong cũng bị đập nát thành từng mảnh. Sau khi đập nát động cơ, Từ Dương vẫn còn tức giận, trực tiếp đập nát mấy cái cửa kính xe. Đây có lẽ vẫn tốt hơn là để Tề Đẳng Nhàn đến đập nát chiếc gờ lớn này. Vẫn còn tiền sửa chữa chiếc Zeta này, anh phải để lại. Tề Đẳng Nhàn tựa tiếu phi tiếu nhìn Từ Dương vừa thả chiếc búa tạ xuống. Của mày đây, Từ Dương phẫn nộ ném ví ra, sau đó xoay người rời đi. Hôm nay mất mặt không ít, chưa kể anh ta không chiếm lợi thế, mà còn bị cho ăn tát vào mặt, thậm chí còn bị ép đập nát đại gờ mới lái mấy ngày trước, khiến anh ta ghét cay ghét đắng. Chờ tao giết Diệp Phong với phó đà chủ, sau đó sẽ tới lượt mày. Từ Dương cuồng nộ nghĩ trong lòng, cảm thấy mình và Tề Đẳng Nhàn đã đến mức không thể đội trời chung rồi. Tề Đẳng Nhàn không tiếp tục làm khó Từ Dương, anh ta sẵn sàng đánh cược và giữ lời hứa. Thì còn gì để nói nữa chứ? Hắn quay người bước lên xe Aston Martin, nổ máy rồi đạp ga khiến mọi người sợ hãi tránh đường. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn lái xe chạy thẳng đến cổng chính của đại lý Mercedes-Benz, rẽ ngang, chắn trước cửa. Chủ đại lý ô tô Mercedes-Benz thấy anh thì khóc không ra nước mắt, vội vàng chạy tới van xin, Tề Tổng, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, anh giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi nhé, những lời tôi vừa nói kia, chỉ là tôi một phút hồ đồ mà thôi. Ông đã nói cái gì, để tôi lái chiếc Aston Martin chặn cửa nhà ông. Yêu cầu nhỏ nhặt này của anh, tôi làm sao mà có thể không đáp ứng chứ? Bây giờ xe lái tới rồi, đậu trước cửa nhà ông rồi. Chiếc xe bảo bối của tôi nếu có vấn đề gì, tôi sẽ trực tiếp đến cửa hàng của ông để yêu cầu chịu trách nhiệm. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, hắn bước xuống xe và đóng cửa lại, không cho ông chủ có cơ hội nói thêm. Bị chặn cửa bởi một chiếc Aston Martin 177. Thật không nghĩ ra hướng giải quyết vấn đề này. Chiếc xe sang trị giá hơn 40 triệu nhân dân tệ này đang chắn ngang cửa, ông không dám động vào, còn phải thường xuyên trông chừng, kẻo bị một bàn tay rẻ tiền nào đó cào xước, thì ông phải đền bù. Sơn xe nguyên bản của loại xe này thuộc loại đắt đến ná thở, nếu va quẹt nhẹ có thể lên đến cả chục triệu đồng. Ông chủ đại lý xe hơi Audi nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy ớn lạnh, vừa rồi ông ta cũng nói rằng nhờ Tề Đẳng Nhàn lái chiếc Aston Martin chặn cửa nhà ông ta. Chiếc xe này tôi sẽ để chỗ ông 7 ngày, 7 ngày sau tôi sẽ đến lấy, nếu có hư hỏng gì, ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Tề Đẳng Nhàn nói, ông chủ đại lý ô tô Mercedes-Benz mặt như đưa đám, cha, 7 ngày tới đừng nghĩ đến việc làm ăn, ông ta còn phải tìm người đến trông giữ xe để nó không bị hỏng. Nhìn cảnh này, Lý Vân Uyển không khỏi cảm thấy buồn cười, Tề Đẳng Nhàn là một người ngang tàng, hắn cơ bản không để cái đám phú nhị đại quần là áo lượt này vào trong mắt. Người này từng không hổ danh thiếu gia của là đại gia tộc ở Kinh Thành. Lý Vân Uyển khẽ mỉm cười, vươn tay nắm lấy cánh tay Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cánh tay mình bị thứ gì mềm mại tiếp cận, toàn thân nhẹ nhõm hẳn, ngay cả một chút tức giận cuối cùng cũng không còn. Đi nào! Tề Đẳng Nhàn nở một nụ cười nhàn nhã, rồi dẫn Lý Vân Uyển đến Zeta. Người giàu đều có bệnh phải không? Không lái chiếc Aston Martin xịn kia, mà lại lái chiếc Zeta. Sếp đại lý xe hơi Mercedes-Benz suýt khóc, cảm xúc vỡ òa. Tất cả mọi người cũng á khẩu, cái này có thể nói được cái gì? Chỉ có thể nói là có mắt không tròng mà thôi. Tề Đẳng Nhàn thấy Dương Quan Quan đến gần xe, rồi trực tiếp ngồi vào ghế sau, hắn hét lên, làm cái gì vậy? Tôi và Vân Uyển ngồi phía sau, anh lái xe đi. Dương Quan Quan kinh ngạc nhìn Tề Đẳng Nhàn đáp trả lại.
ông chủ lại lái xe cho thư ký. Cô đùa ta sao, cô lái đi, Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng. Nói xong, hắn trực tiếp nắm lấy tay Dương Quan Quan, kéo cô đến cửa ghế lái. Lý Vân Uyển suýt chút nữa cười ra tiếng, có người khi dễ như vậy sao? Dương Quan Quan vừa định nói, liền bị Tề Đẳng Nhàn trừng mắt, không dám lên tiếng, bất bình ngồi vào ghế lái, nhận trách nhiệm lái xe. Lý Vân Uyển không khỏi liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, vừa định nói gì đó, liền nghe thấy điện thoại của Tề Đẳng Nhàn vang lên. Anh nghe điện thoại trước đi, Lý Vân Uyển nói. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy người gọi đến là Hướng Đông Tinh, sợ là có điều gì xảy ra, vì vậy hắn đã kết nối trực tiếp. Hướng Đông Tinh nói, có một chuyện mà tôi cần phải thảo luận với anh, nó liên quan đến một dự án kỹ thuật lớn, nếu chúng ta có thể giành được nó sẽ rất có lợi cho chúng ta. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp kéo Lý Vân Uyển ra ngồi ghế sau của chiếc Zeta, đem Dương Quan Quan thành người lái xe. Khi nghe Hướng Đông Tinh nói về vấn đề quan trọng này qua điện thoại, hóa ra để giới thiệu các doanh nhân nước ngoài giàu có đến thành lập các công ty và nhà máy tại tỉnh, tỉnh Đông Hải đã hứa hẹn những lợi ích to lớn cho các doanh nhân địa phương. Chỉ cần có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thì căn cứ vào mức độ đầu tư sẽ có đủ điều kiện để xây dựng cảng nước sâu Vịnh Đông, đầu tư càng nhiều, danh tiếng càng lớn, như vậy thì mức độ thu hút tham gia công trình càng cao. Tỉnh Đông Hải được coi là một trong những tỉnh tương đối giàu có của Trung Quốc, vì vậy đầu tư vào các dự án của chính phủ là một trong những mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất, đặc biệt là các dự án quy mô lớn như xây dựng cảng nước sâu. Chính quyền tỉnh Đông Hải sẽ đầu tư 70 tỷ vào cảng nước sâu này. Chính quyền tỉnh hứa sẽ phân bổ tỷ lệ dự án thông qua quy mô đầu tư. Mặc dù tôi có nhiều bạn bè làm việc trong các công ty nước ngoài, cũng như đối tác làm ăn ngoại quốc, nhưng bọn họ không mấy hứng thú với việc bỏ nhiều tiền đầu tư xây dựng nhà máy ở Đông Hải này. Phía Từ Ngạo Tuyết đã ra tay rồi. Cô ta là người của Từ gia ở Đế Đô, quan hệ của cô ta ở khu vực này rộng rãi hơn tôi rất nhiều. Cô ta đã ủy thác người của Bộ Ngoại giao đi tìm một thương gia giàu có đến từ Tuyết Quốc. Hướng Đông Tinh ở đầu bên kia điện thoại thuật lại sự tình, Tề Đẳng Nhàn nghe xong không khỏi khẽ gật đầu. Việc xây dựng cảng nước sâu Vịnh Đông Hải cũng là một trong những mặt tranh đấu giữa tập đoàn Hướng Thị và Liên minh Doanh nghiệp Từ Thị, dù sao đây cũng là dự án của chính phủ, nếu có thể ký hợp đồng 10% thì ít nhất cũng lãi được hàng tỷ đô la. Được rồi, Hướng Tổng, anh trước làm những gì mà anh có thể làm đi. Tôi sẽ ghi nhớ vấn đề này. Vào ngày hội nghị xúc tiến đầu tư, tôi sẽ ra mặt. Tề Đẳng Nhàn sau khi suy nghĩ một lúc, nói. Xét về quan hệ. Hắn thực sự không sợ bất cứ ai. Mặc dù nhiều kẻ bị giam trong nhà tù U Đô là những kẻ đê tiện, nhưng mối liên hệ của những kẻ đê tiện đó lại lớn đến mức đáng kinh ngạc. Hơn nữa, những kẻ đê tiện này, ai ai cũng đều phục tùng Tề Đẳng Nhàn. Lý Vân Uyển hỏi, Hướng Tổng tìm anh có việc gì vậy? Tề Đẳng Nhàn liền nói, tỉnh Đông Hải muốn thu hút doanh nhân nước ngoài, trùng hợp là họ cũng muốn xây dựng một cảng nước sâu nên đã kết hợp cả hai việc lại. Họ khuyến khích các doanh nhân địa phương thu hút doanh nhân nước ngoài cho chính phủ, và sau đó cho họ cơ hội kiếm tiền từ việc xây dựng cảng nước sâu. Hướng Đông Tinh hỏi anh có bạn kinh doanh nước ngoài nào không, nhờ anh giúp thu hút một vài người đến đầu tư. Lý Vân Uyển không khỏi tức cười, nói, đồ nhà quê như anh, mặc dù ngoại ngữ khá lưu loát, nhưng mà đi đâu để thu hút thương nhân nước ngoài đây? Sau khi Tề Đẳng Nhàn bị cô chọc ghẹo, không khỏi tức giận, vươn tay túm lấy cổ cô. Phẫn nộ nói, cô đang nói cái gì vậy? Đồ nhà quê gấp à? Lý Vân Uyển cười to. Dương Quan Quan xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy hai người đánh nhau, không khỏi khó chịu nhíu mày, nói, tôi đang lái xe, các người có thể chú ý xíu không? Lý Vân Uyển cười nói, Quan Quan, cô ở nước Mỹ nhiều năm như vậy, so với Hoa Quốc chúng ta thoáng hơn nhiều. Cô chưa từng thấy qua cảnh tượng như này sao? Nói không chừng nửa đêm cô còn xem phim người lớn ấy chứ? Dương Quan Quan lập tức đỏ mặt, tức giận nói, đừng nói nhảm nữa, tôi không phải loại người như vậy, tôi chỉ chuyên tâm học hành. Lý Vân Uyển hỏi, Quan Quan, dù sao cô cũng đã từng du học nước ngoài, cô có bạn bè kinh doanh nước ngoài nào không? Giới thiệu một vài người cho anh Tề đi. Có thì có đấy, nhưng họ đều là doanh nghiệp nhỏ, họ không thể đáp ứng được các yêu cầu của chính phủ đâu. Dương Quan Quan lắc đầu. Đối với thứ gọi là vòng nhân mạch quan hệ này, trước hết bản thân bạn phải thật lợi hại, thì những người bạn xung quanh bạn mới có thể lợi hại được.
Dương Quan Quan bị Dương gia chèn ép nhiều năm như vậy, một thân một mình chạy trốn ra nước ngoài, có thể gặp được nhân mạch lợi hại như thế sao? Các cô không cần lo lắng, chỉ cần bình bình yên thay tôi chăm sóc Thiên Lại là được rồi, tôi sẽ tự mình nghĩ cách. Tề Đẳng nhàn nhàn nhạt nói, không để ý lắm, thậm chí trong lòng đã tìm được ứng cử viên sáng giá rồi. Từ Ngạo Tuyết không phải đã tuyển được người từ Tuyết Quốc sao? Vậy thì, hắn chẳng phải cũng có thể đến Tuyết Quốc tìm người là được rồi sao? Hơn nữa, ở Tuyết Quốc, Cổ Tân Tư Cơ là người có danh tiếng nhất, hắn không tin người mà Từ Ngạo Tuyết tuyển vào lại có thể giỏi hơn Cổ Tân Tư Cơ. Buổi chiều không có việc gì làm, Tề Đẳng nhàn để Dương Quan Quan lái xe đến câu lạc bộ Thượng Đông, hiện nó thuộc sở hữu của hắn. Ngay khi đến câu lạc bộ, trời đã tối, sấm chớp kéo tới, một cơn mưa lớn bắt đầu. Mưa to quá, Lý Vân Uyển đứng dưới mái hiên nhà, cảm thán. Mưa to thật đấy, Tề Đẳng nhàn nheo nheo mắt nói. Mặt Dương Quan Quan trong nháy mắt đỏ bừng, cơn mưa to này, hai câu này, khiến cô nhớ đến sạp báo nhỏ ngày đó. Tuy nhiên, may mắn thay, sự bối rối của ngày hôm đó, sẽ không xảy ra nữa vào ngày hôm nay. Ban đầu tôi muốn chơi golf, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể đến sân trong nhà để chơi thứ khác. Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan đi vào phòng thay đồ để thay bộ đồ thể thao, mái tóc dài của họ được buộc thành đuôi ngựa, rất tươi tắn. Chỉ là bộ đồ thể thao của Dương Quan Quan thật là kín đáo, quấn chặt bộ ngực, lại còn kéo khóa lên rất cao, chẳng lẽ là đang cảnh giác với một số tên háo sắc đấy chứ? Tôi đề nghị chơi cầu lông, các cô thấy thế nào? Tề Đẳng nhàn nhàn nhạt hỏi, đề nghị này cực kỳ ác ý. Ba người không đánh được, sao không đi trường bắn chơi bắn cung đi? Lý Vân Uyển suy nghĩ một chút nói. Tề Đẳng nhàn không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Hắn kỳ thực muốn xem Dương Quan Quan và Lý Vân Uyển cùng nhau nhảy lên nhảy xuống sẽ như thế nào, đặc biệt là Dương Quan Quan sẽ hay không trở nên câu dẫn hơn. Lý Vân Uyển nói xong, không khỏi liếc nhìn Dương Quan Quan lồng ngực đang căng thẳng, lại nhìn Tề Đẳng nhàn, trong đầu lập tức hiểu. Nhìn không ra, anh cũng có nhiều chủ đích thật, Lý Vân Uyển cười lạnh nói. Chủ đích gì, khả năng giả ngu của Tề Đẳng nhàn đương nhiên đã đạt đến đỉnh cao, nhìn Lý Vân Uyển, hắn vô tội hỏi. Lý Vân Uyển sửng sốt một chút, sau đó cảm thấy chỉ số EQ của Tề Đẳng nhàn thấp như vậy chắc sẽ không nghĩ như vậy đâu, vì vậy lắc đầu cười nói, không có gì. Tề Đẳng nhàn trên mặt nở một nụ cười đầy vẻ ngây thơ, nói, đi thôi, đi trường bắn. Khi đến trường bắn, mọi người nhận ra rằng có rất nhiều người ở đây. Đám đông bao quanh trường bắn thành ba vòng tròn và đang xem một người đàn ông bắn một mũi tên. Nam nhân bắn cung mặc một bộ đồ thể thao. Mái tóc dài được trải ngược ra sau đầu một cách tỉ mỉ, anh ta trông thật oai vệ với cây cung và những mũi tên dương cao. Ngoài Ngọc Tiểu Long ra, còn có ai có thể gây ồn ào như vậy? Long Á Nam đứng ở đằng xa, dường như trở thành một vạch cảnh báo, chỉ có thể quan sát từ xa nhưng không được vượt qua vạch cảnh báo đó. Lại gặp mặt rồi, Tề Đẳng nhàn mặt không chút biểu tình nói. Khi đến đây lần đầu tiên, hắn đã nhìn thấy Ngọc Tiểu Long bắn tên với Triệu Hắc Long. Không ngờ lần này hắn lại đụng phải cô. Lý Vân Uyển không khỏi mỉm cười, nhớ lại cảnh lần đầu cô muốn chế nhạo Tề Đẳng nhàn, lại nghĩ đến mối quan hệ hiện tại với Kiều Thu Mộng đang lạnh nhạt dần, cô không khỏi thở dài. Nhìn thấy Vu Tiểu Long, ánh mắt của Dương Quan Quan không khỏi lộ ra sự ngưỡng mộ cùng hy vọng, giống như Kiều Thu Mộng năm đó nhìn thấy Vu Tiểu Long. Cô cũng muốn trở thành một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn như Vu Tiểu Long, để không phải trốn đông trốn tây. Sợ bị bắt nạt nữa. Đứng lại. Tề Đẳng nhàn đưa Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan đến đó, nhưng bị Long Á Nam lập tức ngăn lại. Sao, chả nhẽ đây là khu cấm địa quân sự? Tề chờ không khỏi bật cười. Quan uy thật là lớn nha. Lý Vân Uyển cười nửa miệng nói. Sau khi nhìn thấy Lý Vân Uyển, ánh mắt Long Á Nam cũng nóng lên. Việc cô làm lần trước quả thực là không đúng, nhưng không có nghĩa là cô không ghi hận cái tát đó. Từ bé đến giờ, ngoại trừ Ngọc Tiểu Long ai dám tát cô? Dương Quan Quan tỏ vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ đối với sự táo bạo của Lý Vân Uyển, ít nhất, cô ấy sẽ không dám nói như vậy với một người như Long Á Nam. Vân Uyển thực sự đã thay đổi rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì Tề Tổng đã cho cô ấy sức mạnh sao? Dương Quan lo lắng nghĩ, không khỏi có chút ghen tị. Long Á Nam lạnh lùng nhìn Tề Đẳng nhàn, và nói anh không biết quy tắc của câu lạc bộ Thượng Động sao? Tề Đẳng nhàn sửng sốt nói, ồ, quy tắc gì?
Long Á Nam nói, khi tiểu thư đang bắn tên ở đây, bất luận kẻ nào cũng không được phép đến gần. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo nói, tôi chưa bao giờ nghe nói có một quy tắc chó má như vậy, còn có đặc quyền như thế. Long Á Nam nhíu mày, nói, đây là khi Triệu Hắc Long bắt đầu thành lập câu lạc bộ mời tiểu thư tới câu lạc bộ chơi, tiểu thư đưa ra điều kiện. Chỉ cần tiểu thư tới đây bắn tên, thì không ai được phép tới gần. Tôi nhớ quy tắc này từ lúc sáng lập câu lạc bộ cho đến nay không thay đổi. Đúng vậy, có thể mời được nhân vật như Ngọc Tướng Quân trở thành hội viên câu lạc bộ thì có điều kiện gì không thể đáp ứng. Bởi vì khi có Ngọc Tướng Quân làm hội viên của câu lạc bộ thì thẻ hội viên của câu lạc bộ sẽ có lượng tiêu thụ rất lớn, sẽ nghiền nát tất cả các câu lạc bộ thể thao khác ở thành phố Trung Hải. Người này có phải là ngốc hay không vậy, đến quy tắc này cũng không biết. Sau khi nghe Long Á Nam nói, mọi người đều chế nhạo Tề Đẳng Nhàn, cho rằng hắn là một kẻ quê mùa, không hiểu quy tắc. Ha ha ha, cô không biết chủ của câu lạc bộ này đã không phải người họ Triệu sao? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh hỏi. Anh muốn nói cái gì? Long Á Nam lạnh lùng nói. Câu lạc bộ này giờ đã là của tôi. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Long Á Nam không khỏi cười nhạo một tiếng, nói anh nói cái gì là của anh, không tự nhìn lại mình xem. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy người tốt nhất nên gọi điện thoại cho Triệu Hắc Long hoặc Triệu Mạnh Long hỏi xem rốt cuộc có phải hay không. Này, tên này không phải là lần trước đã đánh Triệu Mạnh Long, sau đó bắt Triệu Hắc Long quỳ xuống trước hắn sao? Khó trách khẩu khí của hắn lớn đã thế còn kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, hóa ra có chút năng lực. Sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn nói xong, một số người trong đám đông đã tỉnh táo lại và nhận ra hắn. Dù sao, việc Tề Đẳng Nhàn bắn chết Dương Phỉ Phỉ là một sự xáo trộn khá lớn. Long Á Nam lạnh lùng nói, tuy rằng bây giờ anh là chủ nhân mới ở đây, nhưng quy tắc này đã được thiết lập từ lâu, chỉ cần câu lạc bộ tồn tại, quy tắc này sẽ tồn tại. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười nói, thật nực cười. Tôi là ông chủ, tôi nghĩ việc bãi bỏ các quy tắc là do tôi chứ đâu có đến lượt người như cô quyết định. Tránh ra, bây giờ tôi muốn đi bắn tên. Đừng có đứng ở đây như con chó điên nữa. Long Á Nam lập tức nổi giận, cả khuôn mặt tối sầm lại. Lần trước hắn có thể trấn áp Triệu Hắc Long, thực sự là có bản lĩnh. Nhưng mà, hắn cho rằng mình như vậy là bất khả chiến bại sao? Lần này cũng không nhìn xem người là ai, đó là Hoa Quốc Trung tướng Ngọc Tiểu Long đấy. Triệu Hắc Long có thể so sánh với một ngôi sao sáng chói như tướng quân Ngọc Tiểu Long sao? Hắn đắc tội Ngọc Tướng Quân thì chỉ cần vài phút đã chết rồi. Tất cả mọi người xem náo nhiệt đều không ngại có chuyện lớn, từng người nhao nhao cười lạnh, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn khiêu khích Ngọc Tiểu Long không khác gì tự tìm đường chết. Lúc này Ngọc Tiểu Long bỏ cây cung ở trong tay xuống, thản nhiên nói, hắn là chủ mới ở đây, thế thì để hắn đến đi, chúng ta không thể giọng khách hát giọng chủ. Tề Đẳng Nhàn lúc này mới chú ý tới, trong tay Ngọc Tiểu Long là một cái đại cung ngưu giác. Loại đại cung ngưu giác này không thể so với cung phức hợp ghép. Cung phức hợp ghép chỉ cần có chút lực là có thể kéo ra, nhưng loại đại cung ngưu giác này, là các tướng quân thời cổ sử dụng, không có lực tựa trăm cân, chắc chắn kéo không nổi. Hình như là một cung năm thạch, người phụ nữ này có sức để cầm lên sao? Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy đại cung trong tay Ngọc Tiểu Long, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Thời cổ, Lý Nguyên Bá mới có thể dùng cung năm thạch. Có thể tưởng tượng được sức lực của Ngọc Tiểu Long kinh người cỡ nào. Thạch, là đơn vị đo lường của cổ nhân, mỗi triều đại một khác, một thạch ước chừng là 30-60 kg. Cung trong tay Ngọc Tiểu Long là 5 thạch, ít ra phải có sức kéo khoảng 150 kg mới có thể kéo ra. Long Á Nam thấy đến Ngọc Tiểu Long cũng đã lên tiếng, cũng không tiếp tục ngăn cản đường đi, trực tiếp để cho ba người Tề Đẳng Nhàn đi qua. Nhưng anh đến là nể tình anh là chủ. Chúng tôi không thể giọng khách hát giọng chủ. Nhưng nếu anh muốn phế lập quy củ, đó lại là chuyện khác. Sân tập bắn tên này là Triệu Hắc Long vì lấy lòng tôi mà xây nên, cho nên, nếu anh muốn ở chỗ này phế lập quy củ, thì phải có sự đồng ý của tôi. Ngọc Tiểu Long nhìn Tề Đẳng Nhàn đi tới gần, nhàn nhạt mở miệng nói, tiện tay đặt đại cung ngưu giác đặt lên bàn. Dương Quan Quan đã từng gặp Ngọc Tiểu Long ở Yến Hội. Nhưng đây là lần đầu tiên có tiếp xúc gần như vậy với Ngọc Tiểu Long, giữa hai bên cách nhau không đến 2 mét. Bây giờ, ở khoảng cách gần nhìn Ngọc Tiểu Long, cô ta đã cảm nhận được cái gì gọi là khí chất của vương giả ở trong tiểu thuyết hay viết. Trên người Ngọc Tiểu Long,
có khí chất của vương giả, khí chất chỉnh thể của cô ấy nhìn qua ôn nhuận như ngọc, tựa như quân tử khiêm tốn, nhưng cẩn thận cảm nhận, lại có thể từ khí chất ôn hòa này phát hiện ra sự sắc bén. Nó như đao như kiếm, tiếp xúc với ánh mắt của nàng, sẽ cảm giác được mắt của bản thân mỏi như nhói đau. Người phụ nữ này, thật giống mặt trời trên bầu trời lúc giữa trưa, khiến người ta không có cách nhìn thẳng, hoặc nói là không dám nhìn thẳng. Một người phụ nữ, sao có thể bá đạo như vậy? Trong đầu Dương Quan Quan không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Đồng thời, cô cũng vô cùng hâm mộ Ngọc Tiểu Long có thể có được cảnh giới như vậy, nếu mình có một nửa năng lực như Ngọc Tiểu Long, Dương gia còn dám bắt nạt mình sao? Tề Đẳng Nhàn nghe Ngọc Tiểu Long nói những lời này làm hắn khó chịu, cười cười, nói, ồ. Vậy để tôi nghe một chút, làm thế nào để có sự đồng ý của cô? Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói, rất đơn giản, anh so thuật bắn cung thắng tôi, như vậy, sân tập bắn tên này, sẽ nghe anh hết. Sau khi nói xong lời này, Ngọc Tiểu Long nhìn về phía bia ngắm cách đó hơn 50 bước. Chỉ thấy trên bia cắm 10 mũi tên, trong đó có 5 cái trúng vòng 10, còn 5 cái khác, đều là trúng vòng 9. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Long dùng đại cung ngưu giác 5 thạch bắn, có thể tưởng tượng được đây là độ khó cao cỡ nào. Dùng lực lớn như vậy đồng thời còn phải nhắm chuẩn, muốn khống chế khí tức, muốn thu phóng tự nhiên, cái này khó cỡ nào cơ chứ. Sau khi mọi người nghe được lời này của Ngọc Tiểu Long, không khỏi cười lắc đầu. Thuật bắn cung của Ngọc Tướng Quân, cho dù là đến Thế vận hội Olympic cũng phải được một trong 3 giải đầu. Đúng vậy, cho dù để vận động viên chuyên nghiệp đến thi đấu cùng Ngọc Tướng Quân, thì hơn phân nửa cũng muốn cam bái hạ phong. Để tôi đoán xem, quy tắc này chắc là không bãi bỏ nổi đi. Một người chủ lại không thể chi phối quy tắc ở trong câu lạc bộ của mình, nói đến cũng buồn cười. Nhưng mà đối phương là Ngọc Tướng Quân, cũng sẽ không thấy lạ lắm. Thạch là đơn vị đo thời xưa, một thạch bằng 4 quân, một quân bằng 30 cân, một cân bằng 16 lạng, một cân bằng 0.6 kg bằng dấu lớn 10 thạch bằng 720 kg. Cung 10 thạch là loại cung cần dùng thứ sức cứng bằng 1.200 cân, 720 kg phải dương đẫy sức. Từ việc Ngọc Tiểu Long nói những lời đó với Tề Đẳng Nhàn, cô cũng không còn tư thái coi hắn là sâu kiến như lúc trước nữa, mà đã bắt đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào đối phương. Nếu không, với tính cách của cô, không bao giờ sẽ nói nhiều với Tề Đẳng Nhàn như vậy, còn muốn so thuật bắn cung cùng hắn. Lời Ngọc Tướng Quân nói rất kỳ quái. Sân tập bắn tên này vốn là của Thượng Động câu lạc bộ, Tề Đẳng Nhàn là chủ câu lạc bộ, dựa vào cái gì mà cần dùng quy tắc của cô? Lý Vân Uyển có chút khó chịu, mở miệng nói. Ngọc Tiểu Long không hề để ý đến cô, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tề Đẳng Nhàn, dáng vẻ khí định thần nhàn. Lý Vân Uyển thấy mình trực tiếp bị ló ngơ, không khỏi tức giận thở hổn hển, nhưng mà, cô cũng tự biết, cô và Ngọc Tiểu Long không phải là người cùng đẳng cấp. Ngọc Tiểu Long xuất thân từ Ngọc gia của Thượng Hải, thuở nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ, công thêm việc bản thân cô ta thông minh hơn người, văn võ song toàn, sau khi tòng quân lại càng là một đường hát vang tiến mạnh. Cô ta lấy thân phận của một nữ nhi, lập xuống vô số công lao hiển hách, trở thành trung tướng trẻ tuổi nhất Hoa Quốc, có thể tưởng tượng được, thiên phú dị bẩm của cô ta rốt cuộc là trình độ gì. Tề Đẳng Nhàn hướng về phía Lý Vân Uyển khoát tay áo, để cô không cần nói chuyện nữa. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Ngọc Tiểu Long, cười nói tốt, nếu cô đã muốn so, vậy thì chúng ta cứ so một lần đi. Nếu cô thua, vậy quy củ ở sân tập bắn tên này, sẽ lặp lại một lần nữa. Nếu cô thắng, quy củ vẫn như cũ, sân tập bắn tên này tất cả nghe theo ý cô. Ngọc Tiểu Long khóe miệng gợi lên một đường cong lãnh khốc, Tề Đẳng Nhàn gần đây quá xuất sắc, hôm nay cô ta đến sân tập bắn tên, chưa chắc không có ý định chèn ép hắn. Thấy Tề Đẳng Nhàn đồng ý thi đấu thuật bắn tên cùng mình, Ngọc Tiểu Long gật đầu, nói, hôm nay chúng ta thi đấu thuật bắn tên, phải dùng cung tiễn cổ đại, không phải là phức hợp cung. Câu nói của Ngọc Tiểu Long vừa nói ra, hiện trường xôi trào ngay lập tức. Xã hội hiện đại này, ai không có việc gì mới đi luyện dùng cung tiễn cổ đại. Xem ra, họ Tề này đã không có tí phần thắng nào rồi. Dùng phức hợp cung ghép thì còn có thể liều mạng, nhưng so đấu bằng cung tiễn cổ đại. Vậy thì một tia hy vọng cũng không có. Trong tay Ngọc Tướng Quân là cung 5 thạch, họ Tề kia muốn kéo mở hẳn cũng phải tốn nhiều sức. Đám người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới Ngọc Tiểu Long đưa ra dạng này một cái điều kiện tới. Lý Vân Uyển cảm thấy nôn nóng vô cùng,
nói, dựa vào cái gì? Trước đó sao cô? Không nói, đợi khi hắn đã đồng ý rồi mới nói. Dương Quan Quan cũng không khỏi lo lắng, cô đã chứng kiến trình độ dùng phức hợp cung ghép của Tề Đẳng Nhàn, nhưng nếu như đổi thành cung tiễn cổ đại mà nói, vậy không biết chứng hắn có thể không phát huy ra một nửa thực lực không nữa. Nếu như anh cảm thấy không công bằng giống như lời cô ta nói, thì có thể trở về nhà luyện tập thêm một chút, lúc nào luyện giỏi, lúc đó lại tới tìm tôi. Ngọc Tiểu Long mặt không đổi sắc nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói. Cổ nhân nhiều khí giới như người hiện đại, cho nên các tướng sĩ thời cổ, thường thường dùng bắn cung để luyện tập lực cánh tay, thậm chí có thể dùng cung bao nhiêu thạch cũng quyết định địa vị trong quân đội. Ngọc Tiểu Long từ nhỏ thích cung tiễn cổ đại, cho nên, món đồ chơi này cô đã chơi tầm 10 năm. Cách chế tạo cung tiễn cổ đại không thể tinh tế như phức hợp cung ghép, muốn dùng cung tiễn cổ đại bắn ra một mũi tên chuẩn xạ, vậy những điều cần có so với dùng phức hợp cung ghép nhiều hơn rất nhiều, cũng khó hơn nhiều. Đầu tiên là lực cánh tay, sau đó là lực khống chế thân thể, sau nữa là điều tiết hô hấp, còn có nhắm chuẩn các loại. Tề Đẳng Nhàn tùy ý khoát tay áo, nói quả thật là có chút không quá công bằng. Hắn vừa nói câu này ra, người ở hiện trường lập tức cười ha ha. Quả nhiên, cuối cùng hắn vẫn rén, dù sao thì đối thủ cũng là người giống như nữ anh hùng Ngọc Tướng Quân. Đúng vậy, cung cổ đại quá khó khống chế, trừ phi mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, còn cần có thiên phú nhất định, nếu không thì làm sao có thể tỏa sáng. Thì đầu thuật bắn tên với Ngọc Tướng Quân quá không sáng suốt, tôi đoán, sân tập bắn tên này vẫn dựa theo quy tắc của Ngọc Tướng Quân. Tất cả mọi người cảm thấy Tề Đẳng Nhàn rén, đang chuẩn bị tìm lối thoát. Nhưng mà Tề Đẳng Nhàn lại nói tiếp, tôi cảm thấy cô không công bằng lắm, dù sao, việc sử dụng cung cổ đại do đàn ông trời sinh vốn có khí lực lớn hơn phụ nữ nên tôi có lợi hơn. Lời này vừa nới ra, hiện trường yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi cả kinh, trợn mắt há mồm. Tề Đẳng Nhàn tiếp tục nói, cho nên tôi cảm thấy cho dù có thắng cô cũng không phải rất công bằng. Dù sao, tôi là nam nhân, cho dù cô có lợi hại hơn nữa, chung quy cũng chỉ là một người phụ nữ. Câu nói này của Tề Đẳng Nhàn, nếu để cho những người theo nữ quyền ở trên Internet nghe được, đoán chừng sẽ ngay lập tức bị đặt lên bàn phím đánh cho một trận. Sau khi Ngọc Tiểu Long nghe được lời nói của Tề Đẳng Nhàn cũng không khỏi nhíu đôi mày kiếm hung hăng một cái, trong mắt nhiều hơn mấy phần lăng lệ và sát khí. Không chỉ có một người nói qua, cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ. Nhưng mà, cô vẫn cứ làm theo ý mình, thậm chí một đường hát vang tiến mạnh. Làm vỡ tan những khuôn mặt của mấy người dám nói lời đó. Cô, đã lâu không có nghe thấy người khác nói như vậy. Trước giờ người này nói chuyện xều có thể tức chết người khác mà không đền mạng. Lý Vân Uyển cười khổ nói với Dương Quan Quan. Đúng vậy, Dương Quan Quan vô cùng tán đồng mà gật đầu mạnh một cái. Ở chung với Tề Đẳng Nhàn nhiều ngày như vậy, mưa dầm thấm lâu, cô hiểu rất rõ. Ngọc Tiểu Long hỏi, vậy rốt cuộc là anh có thi đấu không? Tề Đẳng Nhàn sững sờ, tiếp đó nở nụ cười, nói, để cô không cảm thấy không công bằng, vậy chúng ta thi đấu thôi. Cô dùng cung 5 thạch, tôi dùng cung 10 thạch, như thế nào? Lời kia vừa nói ra, hiện trường sôi trào ngay lập tức. Dùng cung 10 thạch, nói đùa cái gì thế? Cung 5 thạch đã cần đến gần 200 kg lực cánh tay, 10 thạch là khái niệm gì chứ? Cho dù là Lý Nguyên Bá, kéo cũng chỉ kéo nổi cung 5 thạch. Thời tùy đường thì một thạch xấp xỉ 50 kg. Ý của hắn là, mình có thể hơn tận hai Lý Nguyên Bá. Thực sự quá là khoác lác khoa trương mà, tôi sợ hắn đến dây cung của cung 10 thạch cũng kéo không ra, chớ nói chi là bắn tên ra ngoài. Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy lời Tề Đẳng Nhàn nói quá khoa trương quá phóng đại, dùng cung 10 thạch, ngay cả mãnh tướng thời cổ cũng không có mấy ai có thể làm được. Ngọc Tiểu Long rất coi thường lời nói đầu lưỡi của Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, tôi mặc kệ anh dùng cung bao nhiêu thạch, chỉ cần anh có thể thắng được tôi, từ nay về sau, ở chỗ này anh nói thế nào thì là thế đó. Tề Đẳng Nhàn cũng nghiêm túc, hướng về phía nhân viên công tác chép miệng, nói, lấy cái cung 10 thạch treo trên tường xuống cho tôi. Trên tường treo một cái cung cổ đại lớn màu đen làm bằng thiết, dựng thẳng lên có khi cao đến 1m56. Người bình thường muốn kéo ra, có khi là chuyện không thể nào. Ngọc Tiểu Long đã từng chơi qua cây cung này, kéo ra thì có thể, nhưng nếu muốn cài tên rồi bắn ra, hơn nữa còn phải gìn giữ độ chính xác cao, thì ngay cả cô cũng không cách nào làm được.
Nhân viên công tác lấy cái thang mang cái cung lớn nhất màu đen bằng thiết xuống, cố hết sức nâng trong tay, giao cho Tề Đẳng Nhàn. Này, hắn định thực sự định cầm cung 10 thạch thi đấu thuật bắn cung với Ngọc Tướng Quân sao? Tôi đoán có khi là hắn cố ý khinh thường, đến lúc đó thua, kiếm cớ cũng dễ. Hừ, chỉ là lòe thiên hạ mà thôi, vậy mà dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy cùng với Ngọc Tướng Quân. Hạo Nguyệt tranh huy, ý chỉ việc muốn tỏa sáng hơn cả trăng. Tất cả mọi người đều nhao nhao khinh thường, xem thường Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy hắn có khi còn không thể kéo nổi dây cung, chớ nói chi là thắng nổi Ngọc Tiểu Long. Bách bộ xuyên dương, cách xa 100 bước bắn xuyên qua lá dương. Một bước tương đương 1.31,4 m, lấy giá trị trung bình và ước chừng thì trăm bước khoảng 135 m, nguồn Wikipedia. Nào, nói một chút đi, so như thế nào? Tề Đẳng Nhàn không hề để ý bình luận của người ngoài, lạnh nhạt nói. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói, 10 bước đặt một cái bia, sau đó 20 bước đặt một cái bia, 30 bước lại đặt một cái bia nữa, cứ thế mà suy ra, cuối cùng là 100 bước đặt một cái bia. Xem tỷ lệ chính xác của ai cao hơn thì người đó thắng. Việc này không hề đơn giản, khoảng cách giữa các bia ngắm càng ngày càng xa, hơn nữa khoảng cách càng xa mũi tên càng phải chịu nhiều áp lực từ lực hút của trái đất, muốn trúng mục tiêu lại càng khó khăn hơn. Có thể, nghe cô đi, Tề Đẳng Nhàn nhún vai, dáng vẻ như sao cũng được. Ngọc Tiểu Long cầm lấy đại cung của mình, nói, đã như vậy rồi thì để tôi làm trước đi. Nói xong lời này, cô ta đưa tay lấy một mũi tên từ trong bao đựng tên, sau đó đứng thẳng người, dương cung lắp mũi tên vào. Bia ngắm cách đó hơn 10 mét đã chuẩn bị ổn thỏa, dường như Ngọc Tiểu Long còn không cần phải ngắm chuẩn đã bắn ra một mũi tên. Phốc! Đám người chỉ thấy một mũi tên tựa như sao băng bắn ra, thoáng cái đã bắn trúng hồng tâm, mang theo một tiếng vang trầm đục. Hay! Người vây xem không nhìn được vỗ tay khen ngợi, nhìn Ngọc Tiểu Long bắn tên thật sự rất vui tai vui mắt. Bản thân Ngọc Tiểu Long đã là một đại mỹ nhân, lại có thêm quân hàm trung tướng Hoa Quốc sáng chói lọi, cộng thêm tư thế bắn tên của cô tao nhã mỹ lệ, quả thực làm cho người ta không nhịn được mà vỗ bàn khen ngợi. Long Á Nam không khỏi cười đắc ý, lạnh lùng nói, đây thực sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người dám đọ tài bắn cung tên cổ đại với tiểu thư, thật sự là không biết sống chết mà. Đám người cũng tán đồng câu nói này của cô. Nhìn vào thủ pháp thành thạo của Ngọc Tiểu Long đã biết nàng là một người chơi lâu năm rồi. Sau khi Ngọc Tiểu Long bắn xong một mũi tên đó cũng không dừng lại, hai ngón tay dài dài thanh tú vươn ra, cầm lấy một mũi tên, đặt lên trên dây cung, trong nháy mắt kéo căng cây cung. Mũi tên thứ hai này dường như cô cũng chẳng cần phải nhắm chuẩn, tựa như khi đặt mũi tên lên cung cô đã hoàn thành luôn việc ngắm bắn, ba một tiếng vang giòn, dây cung đàn hồi, mũi tên bay vụt ra. Phốc! Mũi tên thứ hai, vẫn trúng hồng tâm, không nghiêng lệch, không có bất kỳ khuyết điểm nào đáng nói. Tề Đẳng Nhàn thấy cũng không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, dáng vẻ Ngọc Tiểu Long kéo căng cung năm thạch thoải mái tự nhiên, lộ ra vẻ nhẹ nhàng như thường, hơn nữa lực khống chế thân thể cũng đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Lô hỏa thuần thanh, người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những kẻ có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó. Đám người còn chưa kịp hô hay lắm đã thấy Ngọc Tiểu Long lấy thêm một mũi tên, dương cung lắp tên, mũi tên thứ ba cũng trong nháy mắt đã bắn ra. Một mũi tên này cũng vừa nhanh vừa chuẩn, một tia sáng thoáng qua, lập tức trúng mục tiêu ở hơn 30 bước. Thật lợi hại, Ngọc Tướng Quân bắn liên tục 3 mũi tên, toàn bộ đều trúng, hơn nữa tốc độ còn nhanh như thế. Cung năm thạch, vậy mà lại có thể lần lượt bắn trúng hồng tâm của ba cái bia ngắm ở khoảng cách bất đồng. Thật sự là không hề dễ dàng gì. Đây là đường đường chính chính chúng liền tam nguyên, thật không biết họ Tề kia lấy cái gì tới đọ sức, hắn lấy đầu thắng. Chúng liền tam nguyên, thời xưa chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Nhìn thấy tư thế bắn tên tao nhã của Ngọc Tiểu Long, còn có tỷ lệ chính xác kinh người, tất cả mọi người không khỏi cảm thán. Hơn nữa, sau khi liên tục kéo cung 3 lần, Ngọc Tiểu Long ngay cả thở gấp cũng không có một chút nào lại tiếp tục chuẩn bị mũi tên thứ tư. Mũi tên thứ tư là mục tiêu cách hơn 40 bước, khoảng cách đã có chút xa, hơn nữa cần điều chỉnh độ cong một chút, không thể ngắm bắn vào hồng tâm của bia ngắm, nếu không sau khi bắn ra, có thể sẽ lệch hồng tâm. Việc ngắm chuẩn cũng chỉ là việc của 12 giây mà thôi, dây cung bắn ra, rầm một tiếng,
mũi tên thứ tư đã vững vàng đâm vào hồng tâm của bia ngắm, đuôi tên còn lung la lung lay. Cảnh đẹp ý vui, mọi người nhao nhao vỗ tay. Khi Ngọc Tiểu Long chuẩn bị bắn mũi tên thứ năm đã thay đổi tư thế đứng của mình, hừ nhẹ một tiếng, khom bước đi về phía trước, dương cung lắp tên, hơi ngắm một chút rồi bắn ra một mũi tên. Mũi tên thứ năm vẫn không chê vào đâu được, ở giữa bia ngắm. Tôi thấy, thời Tùy Đường Bách Bộ Xuyên Dương Vương Bá Nương, cũng chỉ có như thế là cùng. Không sai, thuật bắn cung này của Ngọc Tướng Quân, đặt ở thời cổ đại, chắc chắn có thể làm thần tiễn thủ nha, Bách Bộ Xuyên Dương không thành vấn đề. Thật lợi hại, thật không biết Ngọc Tướng Quân rèn luyện tiễn thuật như thế nào, đại cung năm thạch, đến kéo tôi còn kéo không ra, đừng nói đến việc ngắm ngay. Tất cả mọi người khen không dứt miệng Ngọc Tiểu Long, chỉ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn người này ở trước mặt cô ấy không có bất kỳ phần thắng nào. Lý Vân Uyển nhìn thấy sắc mặt cũng nghiêm túc lên, tiễn thuật cảnh đẹp ý vui của Ngọc Tiểu Long này, đến cô cũng muốn mở miệng khen, nếu không phải bây giờ đang đối nghịch cô cũng không nhịn được mà vỗ tay theo. Dương Quan Quan cũng có cảm giác như vậy, miệng nhỏ hơi mở ra, kinh ngạc đến nỗi không khép lại được, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tiểu Long tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ. Nếu Ngọc Tiểu Long là nam nhân, như vậy cô ta không biết sẽ bắt được bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ. Mũi tên thứ sau, lại trúng hồng tâm. Mũi tên thứ bảy, vẫn trúng hồng tâm, nhưng mà có chút sai lầm, không có chuẩn như mấy mũi tên trước đó. Khi bắn mũi tên thứ tám, Ngọc Tiểu Long sắc mặt trở nên nghiêm túc, càng xa tất nhiên là càng khó, muốn dự đoán chính xác quỹ đạo rơi xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngón tay như ngọc của cô bây giờ đã có chút phiếm hồng. Vụt! Mũi tên thứ 8 bay ra, vẫn trúng hồng tâm. Đám người lớn tiếng kinh hô lần nữa. Việc này quá khoa trương rồi, cung năm thạch liên tục bắn ra 8 mũi tên, hơn nữa mỗi một mũi tên đều chính xác thái quá, đều trúng hồng tâm. Những chiến tướng thời cổ khi dùng đại cung như vậy, liên tục bắn 3, 5 mũi tên sẽ mệt mỏi, càng đừng nói đến việc bảo trì độ chính xác như này. Ngọc Tướng Quân đúng là Hoa Mộc Lan thời nay mà. Hoa Mộc Lan làm sao xứng so với Ngọc Tướng Quân? Ngọc Tướng Quân rõ ràng là lữ bố bản nữ, độc nhất vô nhị. Quá thần kỳ, không biết Ngọc Tướng Quân làm thế nào mà luyện được thuật bắn cung lợi hại như thế. Trong miệng mọi người phát ra từng tiếng thán phục sợ hãi, nhìn thấy Ngọc Tiểu Long cầm lấy mũi tên thứ 9. Vụt! Mũi tên thứ 9 bay ra, vẫn trúng hồng tâm. Cung năm thạch. Liên tục bắn ra 9 mũi tên, tất cả đều trúng hồng tâm. Đến một mũi tên cuối cùng, cũng là mũi tên thứ 10, cái bia ngắm nguy hiểm kia ở nơi cách hơn 100 bước. Từ chỗ này nhìn sang, cái bia kia chỉ có nhỏ bé một chấm, thậm chí ngay cả hồng tâm cũng nhìn không rõ ràng, là độ khó vô cùng nguy hiểm, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khoa trương. Ngọc Tiểu Long dương cung lắp tên xong lại ngắm ngay, cặp mắt của cô nheo lại, đôi tay mảnh khảnh vẫn như cũ vững như bàn thạch. Không hề run rẩy chút nào. Cô đang chậm rãi điều chỉnh hô hấp, sau một lát, hô hấp dừng lại, quát nhẹ một tiếng, trúng. Sau khi nói xong, buông dây cung ra, vụt một tiếng, mũi tên như sao băng bay vụt ra ngoài. Đám người thấy mũi tên kia đầu tiên đang bay lên cao cao, có chênh lệch rất lớn so với bia, nhưng đến nửa đường, mũi tên bắt đầu hạ thấp xuống vì lực trở nên yếu hơn. Vèo! Một tiếng trầm đục vang lên. Tất cả mọi người không khỏi đưa mắt nhìn lên màn hình lớn. Chỉ thấy trên hồng tâm của cái bia ngắm kia, đã có thêm một mũi tên. Một mũi tên này, ghim vào cái bia kia rất nông, nếu như dùng sức nhẹ một chút, chỉ sợ không có sức đâm vào bia. Trúng hồng tâm. Trời ơi, đây chính là Bách Bộ Xuyên Dương trong truyền thuyết sao? Bách Bộ Xuyên Dương chẳng qua cũng chỉ có thế, Ngọc Tướng Quân nếu như ở cổ đại đọ sức với Vương Bá Nương chắc chắn không kém chút nào. Vương Bá Nương Bách Bộ Xuyên Dương, Lữ Phụng Tiên Viên Môn Xà Kích, chắc cũng chỉ có như vậy thôi nhỉ. Lữ Phụng Tiên và Lữ Bố, Viên Môn Xà Kích bắt nguồn từ chuyện Lữ Bố bắn trúng kích tiểu chi bộ phận trên cây kích vũ khí thời xưa của Trung Quốc, tương tự như giáo ở Viên Môn, một loại cổng thời xưa cách quân 150 bước, một bước tương đương 1.31,4 m, lấy giá trị trung bình và ước chừng thì 150 bước khoảng 200 m. Mọi người xôi trào. Từng đôi mắt mang theo sùng bái và cuồng nhiệt không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long lúc này, đã bỏ cung tiễn trên tay xuống, trên mặt mang theo nụ cười hài lòng, quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nói, 10 mũi tên của tôi đã bắn xong, đến lượt anh.
Tề đẳng nhân cầm cây cung sắt cực lớn kia trong tay, đi về phía trước, mọi người ai cũng nhìn hắn một cách giễu cợt. Hắn khoe khoang nhất định phải dùng cây cung nặng 720kg này để thi đấu với Ngọc Tiểu Long, điều này làm cho mọi người cảm thấy hắn rất có thể ngay cả dây cung cũng không thể kéo ra một cách bình thường. Tề đẳng nhân lấy một mũi tên ra từ trong ống tên, đặt lên dây cung. Trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên bước lên phía trước, miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, chỉ thấy quần áo hắn phấp phới. Mọi người nhìn thấy cây cung to lớn nặng đến 720kg, thế mà lại bị hắn dùng thần lực kéo ra trong nháy mắt. Ôi mẹ ơi, đây là quái vật trâu bò gì thế này, sao có thể có sức lực lớn như vậy? Đây là cung 720kg đấy, cái này cần lực cánh tay phải nặng bao nhiêu cây gì mới có thể kéo ra được. Tôi cứ cho rằng cung năm thạch cũng đã trâu bò lắm rồi, không nghĩ tới cái tên này thế mà thật sự kéo được cung 720kg. Ngọc Tiểu Long nhìn tư thế sau đó của Tề đẳng nhân, không khỏi nheo mắt lại, thấp giọng nói Thái cực quyền, dương cung bắn hổ. Tư thế kéo cung của Tề đẳng nhân, là dùng Thái cực quyền làm khung. Hắn rất có sức lực, nhưng mà, cậu nhìn tư thế của hắn xem, căn bản không nhẹ nhàng thoải mái như Ngọc Tướng Quân vừa rồi. Đúng vậy, có thể kéo cung ra là một chuyện, nhưng có thể bắn trúng hồng tâm lại là một chuyện khác. Tôi không tin anh ta hao phí sức lực lớn như vậy, còn có thể nhắm bắn chính xác một cách liền mạch lưu loát. Sau khi thời gian ngắn ngủi mọi người kinh ngạc trôi qua, bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại. Tề đẳng nhân lại cười nhạo một tiếng, sau khi nhắm chuẩn xong thì buông tay trong nháy mắt. Vèo! Mũi tên bắn ra, bay với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, hồng tâm phịch một tiếng, trực tiếp bị một mũi tên này bắn vỡ. Nhìn thấy hồng tâm bị hắn bắn vỡ, mọi người đều kinh ngạc đến không khép được miệng. Uy lực của cây cung 720kg này quá mạnh, một mũi tên đi qua, trực tiếp bắn vỡ hồng tâm. Ngọc Tiểu Long vẫn không dao động, đây mới là mũi tên đầu tiên, phải bắn bia ngắm cách xa 10 bước, cô không tin Tề đẳng nhân có năng lực khống chế mạnh như vậy, những hồng tâm sau đó tuyệt đối không thể nào bắn chúng một cách nhẹ nhàng. Sau khi Tề đẳng nhân bắn chúng một mũi tên, cũng không có vẻ đắc ý gì, nhanh chóng bắn ra mũi tên thứ hai, hai tay dùng sức. Dây cung lập tức bị kéo ra giống như trăng tròn. Cái tên này đúng là quái vật, sức lực thật sự quá lớn, cung 720kg nói kéo là kéo, lại còn có thể kéo tận hai lần, không cần nghỉ ngơi gì sao. Đáng sợ, lực cánh tay của tên này quá khủng bố, nếu lỡ bị hắn đấm một cái, khả năng cao là bị đấm chết. Không thể tưởng tượng được làm sao có thể luyện ra được lực cánh tay như vậy, không biết hắn có thể bắn được mấy cái bia ngắm đây. Giữa rừng tiếng nói chuyện, mũi tên thứ hai của Tề đẳng nhân đã bay ra, phịch một tiếng, hồng tâm lại một lần nữa bị bắn nổ tung. Không kịp để mọi người kinh ngạc, Tề đẳng nhân đã lấy ra mũi tên thứ ba, cài tên lên cung, bắn ra vèo một tiếng. Hồng tâm cách hơn 30 bước nháy mắt bị bắt trúng, phụt một tiếng, hồng tâm lần này không bị bắn vỡ, nhưng mũi tên đã ghim sâu vào ba phần, gần như phân nửa mũi tên đều xuyên qua mục tiêu. Ánh mắt vốn luôn giữ được bình tĩnh của Ngọc Tiểu Long ngay lúc này lại trở nên nghiêm túc, Tề đẳng nhân có thể kéo ra mũi tên thứ ba, sức lực như vậy đã là vượt qua dự kiến của cô. Phải biết rằng, đây chính là cung 720kg, không phải món đồ chơi. Tề đẳng nhân căn bản không có ý định nghỉ ngơi, mũi tên thứ tư nhanh chóng lên dây, cán cung cong như trăng tròn, phanh một tiếng giòn vang, mũi tên bay ra. Mục tiêu cách hơn 40 bước. Một phát bắn thẳng vào linh hồn. Đám người vây xem lúc này một câu cũng không nói ra được, sôi nổi há to miệng xem biểu diễn, cảm giác như cây cung 720kg kia ở trong tay hắn nhẹ nhàng giống như một món đồ chơi, tùy tiện là có thể kéo ra. Lý Vân Uyển nhìn biểu hiện ưu tú của Tề đẳng nhân, không thể không rời đi. Bĩu môi, chỉ có cô ấy biết rõ nhất, thể lực của cái tên Tề đẳng nhân này dư thừa biết bao nhiêu, quả thực chẳng khác nào trâu rừng. Lại cách hơn 50 bước, tiếp tục trúng ngay hồng tâm. Nhìn thấy Tề đẳng nhân bắn liên tục 5 mũi tên, mặt không đổi tâm không nhảy, ngay cả hô hấp cũng đều tự nhiên, vẻ mặt Ngọc Tiểu Long cuối cùng mới trở nên nghiêm túc. Ngay cả Long Á Nam đứng ở một bên cũng nhìn không được mà nhíu mày, sâu trong ánh mắt chất chứa khiếp sợ và hoảng sợ. Cầm cung 720kg, bắn 5 lần liên tục, mỗi một mũi tên đều trúng ngay hồng tâm, hơn nữa. Hơi thở Tề đẳng nhân còn rất vững vàng, điều này chứng minh hắn kéo cung rất nhẹ nhàng, cũng không có cảm giác cố hết sức. Tiểu thư nói thật đúng là không sai,
nếu như tôi đánh nhau với hắn, chỉ sợ sẽ bị hắn đánh chết. Sức lực của tên này, chỉ sợ còn lớn hơn so với tiểu thư. Long Á Nam chấn động trong lòng, thầm nghĩ. Chẳng qua, sức lực lớn cũng không đại biểu là nhất định có thể đánh bại được Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long đã từng gặp qua rất nhiều người sức lực mạnh hơn cô, nhưng đa số họ đều trở thành vong hồn dưới kiếm của cô. Tề Đẳng Nhân đã không ngừng nghỉ mà cầm lấy mũi tên thứ 6, cài tên lên dây, nhắm chuẩn, không cần nâng đường cung quá cao, dù sao cũng là cung 720kg, động năng gấp đôi so với cung 360kg. Vèo! Mũi tên thứ 6 bắn ra, hồng tâm bị bắn thủng, mũi tên ghim chắc chắn trên bia. Mọi người lúc này đều không nói một lời nào, một đám trầm mặc mà nhìn Tề Đẳng Nhân biểu diễn. Dương Quan Quan mới vừa rồi còn nhìn Ngọc Tiểu Long bằng ánh mắt tràn ngập sùng bái, lúc này, lấy ánh mắt trước đó làm chuẩn, rất đương nhiên mà ánh mắt nhìn hắn càng thêm sùng bái hơn. Ông chủ của mình, thế mà lại là một người có thể địch nổi nhân vật siêu cao thủ như Ngọc Tiểu Long, vừa nghĩ đã cảm thấy hưng phấn. Ngọc Tiểu Long mạnh mẽ thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, dù sao người ta cũng là trung tướng trẻ tuổi nhất, sao có thể không hơn người. Nhưng Tề Đẳng Nhân chẳng qua chỉ là một tên cảnh ngục bình thường, hiện tại là ông chủ của một công ty, thân phận của hai người, căn bản không cùng một cấp bậc. Sự đối lập này khiến cô ta cảm giác Tề Đẳng Nhân càng thêm lợi hại, hơn nữa cái mà Tề Đẳng Nhân cầm chính là cung 720kg. Tề Đẳng Nhân căn bản không dừng lại, vẫn liên tiếp bắn tới mũi tên thứ 9. 9 mũi tên này toàn bộ đều trúng hồng tâm, hai mũi tên đầu tiên càng khoa trương, trực tiếp bắn vỡ hồng tâm. Sẽ vãn điều cung như trăng tròn, tây bắc vọng, bắn thiên lang. Tề Đẳng Nhân bỗng nhiên cười một tiếng, giận dữ mà đọc ra một câu như vậy, bỗng nhiên hắn nhấc cung lên, chân phải cũng nhấc, trực tiếp đặt lên cán cung, tay phải giữ chặt dây cung. Chỉnh lại cung, ngay thời khắc này cán cung hình thành một độ cong vô cùng khoa trương, cho dù cây cung này là dùng sắt tinh khiết rèn ra thì vào giờ phút này cũng phát ra tiếng vang kẽo kẹt, giống như sức nặng bị áp đảo. Mũi tên thứ 10. Nháy mắt vào lúc hắn buông tay. Một mũi tên bay ra, mọi người gần như có thể nghe được âm thanh không khí bị mũi tên đâm thủng, tựa như tiếng vải lụa bị xé rách, đâm vào lỗ tai khiến người nghe khó chịu. Oanh! Ngay sau khi mũi tên bay đi, cây cung 720kg dưới sức nặng không thể chịu nổi đã sụp đổ, thân cung gãy, dây cung đứt. Mũi tên bay ra, giống như thiên thạch sao băng, bắn trúng mục tiêu cách xa hàng trăm bước, trong nháy mắt. Sinh ra lực va đập cực mạnh. Toàn bộ cái bia theo tiếng mà nổ tung. Người trong hiện trường ồ lên, gần như không dám tin tưởng mà nhìn cái bia bị bắn nổ trên màn hình lớn. Một mũi tên này thật sự quá kinh khủng, cách hơn trăm bước, thế nhưng còn có thể bắn nổ bia. Ánh mắt của Ngọc Tiểu Long cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng, Tề Đẳng Nhân bắn liên tiếp 10 mũi tên cuối cùng đã bắn ra, hắn thế mà không hề có vẻ sức cùng lực kiệt. Ngược lại làm uy lực của mũi tên lên tới cực hạn. Sau một lát, hiện trường lúc này mới vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, ngay sau đó, mỗi một người đều bị tiếng vỗ tay làm cho bừng tỉnh, cũng sôi nổi vỗ tay. Lý Vân Uyển thậm chí còn giơ nắm tay lên, hô to, nhìn thấy Tề Đẳng Nhân làm nên chuyện lớn, cô ấy đương nhiên cũng vô cùng hạnh phúc. Sẽ vãn điều cung như trăng tròn, tây bắc vọng, bắn thiên lang. Dịch nghĩa, khi đó... Tôi sẽ cố gắng hết sức để vẽ cung đại bàng giống như mặt trăng tròn, nhắm về phía Tây Bắc và bắn vào quân Tây Hạ. Câu này phác họa hình ảnh người anh hùng dương cung bắn dũng mãnh, anh dũng hiên ngang, chí khí phi thường, cảm giác anh hùng bảo vệ gia đình, đất nước của nhà thơ lồng ghép vào đó, thể hiện tấm lòng trong sáng tràn đầy của tham vọng. Ngọc tướng quân và hắn đều không có mũi tên nào bắn không trúng bia cả, vậy nên, cuộc thi đấu này, làm sao để xét ai thắng ai thua đây? Lúc này có người đột nhiên mở miệng, đặt ra câu hỏi cho bản thân, mà cái này cũng là nghi vấn trong lòng mọi người. Vẻ mặt Ngọc Tiểu Long vẫn lạnh nhạt như thường, cô nói anh thắng, về sau trường bắn cung này anh cứ tùy ý sử dụng. Cái cô dùng là cung 360kg, còn cái mà Tề Đẳng Nhân dùng là cung 720kg, hơn nữa tại mũi tên cuối cùng kia, Tề Đẳng Nhân còn trực tiếp bắn nổ bia cách xa hơn 100 bước. Cô không phải người không chấp nhận được thua cuộc. Trực tiếp thừa nhận bản thân kỹ năng không bằng người. Dùng cung 720kg bắn ra 10 mũi tên, Ngọc Tiểu Long tự nhận bản thân cô không làm được, càng đáng khen hơn chính là hắn giữ vững được tốc độ bắn chính xác. Rất tốt, xem ra cô là người dám đánh cược dám nhận thua,
ít nhất không phải loại người không chấp nhận nỗi thua cuộc. Tề đẳng nhân vừa lòng mà gật đầu, nói. Ngọc Tiểu Long trực tiếp cầm cây cung 360kg của mình lên, chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ. Tề đẳng nhân lại nói Ngọc Tướng Quân nếu có thời gian rảnh, mỗi tuần đến trường bắn chơi một chút đi, vẫn quy tắc cũ, những lúc cô ở đây, sẽ không ai quấy rầy cô. Ngọc Tiểu Long nghe xong không khỏi giật mình, cô nhíu mày, sau đó cười nhạt. Cô sao có thể không hiểu những gì Tề đẳng nhân đang nghĩ trong lòng, cô là bảng hiệu vàng của câu lạc bộ Thượng Đông, có cô đương nhiên sẽ hấp dẫn nhiều người tới hơn. Mỗi lần cô tới đây bắn cung, cũng là lúc nhiều hội viên tụ tập tại câu lạc bộ nhất. Được thôi, Ngọc Tiểu Long cũng không phải là người keo kiệt, mặc kệ Tề đẳng nhân tính toán cái gì, nhưng cô vẫn dứt khoát gật đầu đồng ý. Sau khi nói xong lời này, Ngọc Tiểu Long cầm theo cây cung to lớn của mình, phất phất tay, trực tiếp rời đi cùng Long Á Nam. Ngọc Tiểu Long vừa đi, những người vây xem đương nhiên cũng tản đi, bọn họ tụ tập ở chỗ này, còn không phải là để xem Ngọc Tiểu Long sao. Tiểu thư, không nghĩ tới cái tên Tề đẳng nhân này thế mà lại lợi hại như vậy, có thể kéo ra cung 720kg, hơn nữa tỷ lệ ghi điểm cũng rất cao. Giọng nói Long Á Nam mang theo vẻ trịnh trọng mà nói. Trước đó chúng ta đúng thật là đã đánh giá thấp hắn, chỉ mong Từ Ngạo Tuyết không quá coi thường hắn. Ngọc Tiểu Long lo lắng nói. Lần đầu tiên trong lòng cô phải thực sự sầu lo, cô lo lắng cho 10 tỷ tài chính mà cô mang về cho Ngọc gia. Long Á Nam nghe xong khá giật mình, hỏi tiểu thư cảm thấy Tề đẳng nhân có thể mang đến cho tập đoàn Hướng thì càng nhiều tài chính hơn sao? Ngọc Tiểu Long lắc đầu, nói tôi không biết, chẳng qua hiện tại càng ngày càng bất an, luôn cảm thấy mọi chuyện không ổn lắm. Cho dù muốn quản cũng không quản được nhiều, trước mắt cứ để cho Từ Ngạo Tuyết giành được dự án công trình cảng nước sâu ở Vịnh Đông Hải trước đã. Tôi có nhờ người của Bộ Ngoại giao thông qua quan hệ mời thương nhân Tuyết Quốc đến, hẳn là có thể giúp cô ấy trổ hết tài năng. Long Á Nam cười nói với nền tảng kỹ thuật của Vịnh Đông Hải, thì cho dù Từ Tổng có thật sự bất cẩn dẫn đến sai lầm, tập đoàn Hướng thì muốn thắng cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tề đẳng nhân cho người thu dọn bia bắn một chút. Sau đó bắt đầu dạy Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan bắn cung. Lý Vân Uyển khó hiểu nói anh không phải thắng Ngọc Tiểu Long rồi sao? Cần gì phải đưa ra điều kiện như vậy, anh sợ sao? Tề đẳng nhân cười nói thật phí cho bối cảnh làm thương nhân từ nhỏ của em, nếu như tôi đuổi cô ấy đi sẽ gây ra tổn thất bao nhiêu, em biết không? Lý Vân Uyển sửng sốt, sau khi hiểu ra, cô ấy như suy nghĩ đến cái gì đó, cười nói anh đúng là cáo già xảo quyệt. Ha ha, em hổ thẹn không bằng, để cho cảm xúc lấn át tâm trí. Tề đẳng nhân đương nhiên không thể nào ngốc đến mức sau khi thắng cuộc thì quay qua nhục nhã Ngọc Tiểu Long, sau đó lại cấm cô đến đây, việc đó thực sự quá ngu ngốc, bản chất là không bước qua được đồng tiền. Ở thành phố Trung Hải cũng không phải không có câu lạc bộ thể thao khác, lỡ như Ngọc Tiểu Long đến câu lạc bộ khác chơi, vậy không phải hắn sẽ rơi vào tình huống khó xử sao? Phải biết rằng, sở dĩ câu lạc bộ Thượng Đông nổi tiếng là bởi vì Ngọc Tiểu Long thường xuất hiện ở đây, cô thỉnh thoảng sẽ tới bắn cung, nếu cô không còn tới, lợi nhuận nhất định sẽ giảm một nửa. Tề Tổng, nếu không thì anh lại đi tìm cô ấy so tài lần nữa đi, để sau khi cô ấy thua thì sẽ phải làm người đại diện cho câu lạc bộ của anh. Cứ như vậy, lợi nhuận sẽ ngùn ngụt kéo đến. Dương Quan Quan nói, đầu óc kinh doanh của cô đúng là tuyệt hảo. Tề đẳng nhân không khỏi bất đắc dĩ cười, giơ ngón cái lên. Nói chuyện phiếm xong, Tề đẳng nhân bắt đầu nghiêm túc dạy kỹ xảo bắn cung cho Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan. Lý Vân Uyển khá cao chân lại dài, phát triển cân xứng, tư thế lúc cài tên lên cung cũng rất là anh dũng hào sảng, cực kỳ mướt mắt. Còn Dương Quan Quan, bản chất cô ta đã thu hút mắt nhìn rồi, tư thế thẳng eo thẳng lưng cài cung, dương cung, nhắm bắn một cách nghiêm túc của cô ta khiến người ta nhìn không rời mắt. Đặc biệt là lúc cô ta dùng sức kéo dây cung rồi lại buông ra. Bật lại, chậc chậc chậc, tuy rằng khẳng định là không khoa trương như lúc đánh cầu lông, nhưng cũng đủ làm người ta mãn nhãn. Tề đẳng nhân cảm thấy bản thân có thể đứng xem hai cô gái xinh đẹp này bắn tên suốt một ngày, không ăn cơm cũng được. Tề đẳng nhân vừa thưởng thức dáng người tuyệt đẹp của hai người lúc bắn cung, vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Cổ Tân Tư Cơ. Nhị đương gia, tìm tôi chuyện gì sao? Có phải có tin tức tốt hay không? Đầu tư của tôi có kết quả rồi sao? Cổ Tân Tư Cơ vui tươi hớn hở hỏi. Làm gì có chuyện nhanh như vậy, anh tưởng tôi in tiền sao? Tề đẳng nhân tức giận nói.
Ây, Cố Tân Tư Cơ nghẹn ngào một chút, ha ha, vậy tìm tôi có chuyện gì, anh cứ nói thẳng. Tề Đẳng Nhân nói tôi nhớ là anh có một công ty lớn ở Tuyết Quốc đúng không? Hiện tại đang giao cho con trai anh quản lý hả? Anh nói con trai anh đến thành phố Trung Hải một chuyến đi, để anh ta mở một công ty chi nhánh hay nhà xưởng gì đó đều được. Có tôi bảo đảm, chắc chắn các anh có thể kiếm được chút đỉnh. Tôi đang cần thu hút tài nguyên nước ngoài. Cố Tân Tư Cơ lập tức nói không thành vấn đề, chuyện nhỏ này, tôi có thể làm được, anh đừng tìm người khác. Ở trong ngục vẫn còn mấy người tội phạm đầu sỏ kinh tế, Cố Tân Tư Cơ đương nhiên không muốn phần ân tình này bị chia cách, tốt nhất là để một mình một người độc chiếm là được. Được, cứ như vậy đi, Tề Đẳng Nhân nhàn nhạt nói. Sau khi Cố Tân Tư Cơ kết thúc cuộc trò chuyện với Tề Đẳng Nhân, lập tức gọi cho con trai Bogdanov của mình một cuộc điện thoại, dặn dò cậu ta nên làm cái gì. Thời gian suốt buổi chiều trôi qua cực nhàn nhã. Cho đến khi Lý Vân Uyển nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt cô ấy thay đổi. Làm sao vậy? Tề Đẳng Nhân nhìn Lý Vân Uyển, hỏi. Mẹ em đã trở lại. Lý Vân Uyển cuống quýt nói. Trở lại thì trở lại thôi, em sao phải kinh hoàng như vậy? Tề Đẳng Nhân khinh thường hỏi ngược lại. Lý Vân Uyển bất đắc dĩ cười khổ, nói chỉ là tới có hơi đột ngột thôi, có gì đâu, em đi gặp bà ấy một chút. Chờ đến lúc đó lại gọi anh đi gặp bà ấy, em đi đánh tiếng chút. Tề Đẳng Nhân cảm thấy người mẹ vợ tương lai này có gì mà đáng sợ như vậy sao? Còn cần phải hỏi thăm đánh tiếng trước, có phải quá khoa trương hay không? Mẹ của Vân Uyển rất mạnh mẽ, anh đừng có mà xem thường, bà ấy như một con hổ có thể cầm theo dao phay đuổi theo ba cô ấy chạy năm con phố đấy. Dương Quan Quan nhịn không được nhắc nhở một câu. Tề Đẳng Nhân hết hồn. Dương Quan Quan hưng phấn nói đây là chuẩn bị gặp phụ huynh sao? Liên quan gì tới cô sao lại nhiều chuyện như vậy? Tề Đẳng Nhân khó chịu mà hỏi ngược lại. Ây, Dương Quan Quan tránh không được mà nghẹn lại, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác chua xót là như thế nào. Tề Đẳng Nhân chờ đến khi Lý Vân Uyển vừa đi, lúc này hắn lại bày ra một nụ cười tư bản cực kỳ tiêu chuẩn với Dương Quan Quan, nói thư ký Dương, đi đánh cầu lông cùng tôi một lát. Tôi từ sớm đã muốn đánh cầu lông. Dương Quan Quan căn bản không ý thức được tâm tư của một người thuộc giai cấp làm thuê nhận tiền lương phát triển thành ông chủ thuộc giai cấp tư bản như Tề Đẳng Nhân có bao nhiêu hiểm ác, vậy nên cô ta vô cùng vui vẻ đáp ứng lời mời đi đánh cầu lông với hắn. Vì thế, trong sân cầu lông, Tề Đẳng Nhân gần như mỗi lần đều cố ý đánh cầu rất cao. Sau đó, Dương Quan Quan sẽ nhảy cao lên, vợt thật mạnh xuống, một cú đánh rất mạnh mẽ. Tề Tổng, trình độ đánh cầu lông của anh hình như không tốt lắm, giống như một người mới tập chơi vậy, chỉ biết đánh cầu lên cao. Dương Quan Quan không khỏi đắc ý mà nói. Cô ta đánh thắng Tề Đẳng Nhân vài ván, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có một kỹ năng để đánh bại hắn, nên khó tránh khỏi mà có chút đắc ý. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhân bình thản, cười nói đúng vậy, trình độ của cô cao như vậy, sau này nhất định sẽ đánh cầu với cô nhiều hơn, có gì xin cô chỉ điểm. Dương Quan Quan gật đầu. Nói đương nhiên là không thành vấn đề, anh dạy tôi chút võ thuật, tôi dạy lại anh chơi cầu lông. Khi đang nói chuyện thì Tề Đẳng Nhân phát cầu. Hắn vung vợt lên, đánh cầu lông bay cao qua lưới ở giữa. Dương Quan Quan vừa thấy lần này phát cầu cao như vậy, không khỏi lắc đầu, một bước từ xa vào tới, trợ lực nhảy lên, vung vợt cầu, đánh xuống một cái thật mạnh. Tề Đẳng Nhân nhìn ngắm cảnh sắc, núi sông, tráng lệ kia, suýt nữa huýt ra một tiếng huýt sáo. Chờ cầu lông bay qua lưới, lúc này mới vụng về mà đỡ lấy, lại đánh trở về một phát cầu cao. Anh đánh cầu lông thì hạn chế đừng đánh cầu cao như thế này, nếu không sẽ bị đối thủ dễ dàng bắt được cơ hội đánh lại, rất khó để tiếp được. Dương Quan Quan nhắc nhở, sau đó nhanh chóng nhảy lấy đà, lại đánh ra một phát cầu hiểm. Lần này Tề Đẳng Nhân không tiếp được, nhìn tư thế lúc tiếp đất của Dương Quan Quan, cảm thấy trận cầu này có thể đánh hết buổi chiều. Chỉ là... Dương Quan Quan đánh nhiều phát cầu hiểm như vậy cũng hao phí không ít thể lực, không lâu sau đã mệt đến thở hổn hển. Dương Quan Quan xua tay từ bỏ, ngồi xuống ghế uống nước, cô đánh cầu với Tề Đẳng Nhân, giành chiến thắng với tỷ số 180, làm tâm tình cô thực sự rất vui vẻ. Cô ta lại nào biết đâu rằng, những lúc cô nghiêm túc đánh cầu, còn Tề Đẳng Nhân thì, xem cầu, một cách văn minh. Tề Tổng, trình độ của anh quá kém, không cùng đẳng cấp so với tôi. Chơi với một người cùi bắp như anh không thú vị chút nào. Dương Quan Quan cười đắc ý mà nói. Đúng vậy,
xem cô đánh cầu cũng là một loại hưởng thụ. Tề đẳng nhân cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói, nội tâm cũng thực sự nghĩ như vậy. Tề đẳng nhân hoàn toàn không ngại việc mình bị Dương Quan Quan ngược rồi bị chê cùi bắp, thậm chí hắn còn cảm thấy mỗi ngày bị đều thư ký Dương ngược như vậy cũng khá tốt. Dương Quan Quan vẫn chưa nhận thấy được tâm tư hiểm ác của ông chủ tư bản, cô ta còn vì bản thân chiến thắng được Tề đẳng nhân mà đắc ý rào rạt. Tề đẳng nhân còn lợi hại hơn so với Ngọc Tiểu Long, bản thân cô ta lại lợi hại hơn Tề đẳng nhân, vậy có phải chứng minh rằng cô ta ở một phương diện nào đó, ít nhất cũng không thua kém gì Ngọc Tiểu Long phải không? Dương Quan Quan rất thỏa mãn mà nghĩ. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Tề đẳng nhân và Dương Quan Quan tách ra đến phòng thay đồ thay quần áo, sau đó lại gặp nhau ở trước cửa câu lạc bộ. Trận mưa to ở bên ngoài đã ngừng, trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi nước mưa. Tề Tổng, anh trở về kiểu gì, cần tôi lái xe đưa anh về không? Dương Quan Quan hỏi. Vô nghĩa, chứ chẳng lẽ tôi phải đi bộ về? Cô làm thư ký kiểu gì đấy? Tề đẳng nhân dữ dằn nói. Dương Quan Quan không khỏi rụt cổ lại, cảm thấy hắn đang cố ý trả thù mình vừa rồi ngược hắn một trận, trong lòng không khỏi cảm thấy người đàn ông này bụng dạ hẹp hòi, có hơi thù dai. Tề đẳng nhân tùy tiện ngồi ở ghế sau, Dương Quan Quan lái xe đưa hắn về Sơn Trang Vân Đỉnh. Dương Quan Quan, cô đã là người của Tiên Lai Capital thì nên làm cho tốt công việc của mình, chỉ cần cô tận tâm tận lực làm việc, tôi bảo đảm cô có thể nhận lợi ích làm cô vừa lòng. Đồng thời, cũng bảo đảm cho cô có thể tích góp được trợ lực, đến lúc đó cô trở về Thượng Hải đối đầu với Dương gia cũng không phải là không có khả năng. Tề đẳng nhân dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Dương Quan Quan nghe thế, tinh thần cũng rung lên, nghiêm túc. Nói cảm ơn Tề Tổng, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình, giúp cho Tiên Lai Capital càng ngày càng lớn mạnh, sẽ không để anh thất vọng. Tề đẳng nhân nở nụ cười cười. Thật ra hắn không quá quan tâm đến được mất của Tiên Lai Capital, hắn chẳng qua là bị Hướng Đông Tình Không Châu bắt chó đi cày mà thôi. Chẳng qua, Dương Quan Quan thực sự rất cần nền tảng, hơn nữa, hắn cũng thấy được thời điểm khốn cùng của Dương Quan Quan khi đối mặt với Dương gia. Cho nên, giúp đỡ cô ta chút cũng không có gì. Ngày hôm sau, Tề đẳng nhân còn lo lắng rằng Lý Vân Uyển không đi làm, bất quá, chờ một lúc sau vẫn thấy cô xuất hiện. Hôm nay hắn tự mình đến công ty khiến cho rất nhiều nhân viên cấp cao chú ý, không ít nhân viên cấp cao chạy tới chỗ hắn nói bóng nói gió về một vài vấn đề mấu chốt, chẳng qua cuối cùng đều bị hắn thuận miệng lừa gạt cho qua. Tề đẳng nhân mở một cuộc hội nghị nhỏ, chủ yếu là cường điệu để mọi người tập trung chú ý làm việc của mình, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều, cứ làm cho tốt dự án xây dựng Killing Kernel, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai sót gì. Ngày hôm qua nói chuyện với mẹ em thế nào rồi? Sau khi trở lại văn phòng, Tề đẳng nhân hỏi. Không suôn sẻ lắm, lần này mẹ em trở về là có mục đích. Vẻ mặt Lý Vân Uyển có hơi không quá thoải mái mà trả lời. Sao vậy? Tề đẳng nhân không khỏi sửng sốt, nhíu mày nói. Lý Vân Uyển cười khổ nói bà ấy chuẩn bị giới thiệu cho em một người, nói rằng nếu em kết hôn với người đó sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của bà ấy. Tề đẳng nhân có hơi bực bội, nói có ý gì chứ? Em không nói với bà ấy rằng em là hoa đã có chủ sao? Nói rồi, nhưng mà bà ấy nói ánh mắt của em chẳng ra gì, cho dù anh có ưu tú cũng không ưu tú bằng người mà bà ấy giới thiệu cho em. Vẻ mặt Lý Vân Uyển tràn đầy bất đắc dĩ. Ha ha, Tề đẳng nhân chỉ là cười lạnh hai tiếng. Lý Vân Uyển vội vàng nói đừng nóng giận mà, em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ em chuyện này, đến lúc đó sắp xếp cho hai người một buổi gặp mặt. Bà ấy dù sao cũng là mẹ em. Em có thể làm được gì bà ấy chứ? Tề đẳng nhân ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý, lại nghĩ đến người mẹ già của mình, trong lòng lặng lẽ thở dài. Mấy ngày nay em không thể ở bên anh được, em phải ở cùng mẹ, dù sao cũng lâu rồi không gặp bà ấy. Lý Vân Uyển nói với Tề đẳng nhân. Không sao, Tề đẳng nhân khẽ gật đầu, duỗi tay ôm eo Lý Vân Uyển đứng lên, chậm rãi đè cô ấy tựa lên vách tường, nhịp tim của Lý Vân Uyển nhanh chóng gia tốc. Cái người này, thật sự càng ngày càng to gan lớn mật. Tề đẳng nhân đang chuẩn bị một màn âu yếm thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, ngay đúng lúc này mà lại bị tạm dừng làm hắn gần như nổi trận lôi đình. Vừa nhìn thấy là Dương Quan Quan gọi tới, hắn cũng chỉ có thể nén lại lửa giận. Từ sớm hôm nay đã nhận được một vấn đề, nghe nói là có một đám người tự xưng là doanh nhân kinh doanh cát xây dựng đi đến công trường đòi cung cấp cát cho công trường.
bên họ không đồng ý, thế là hai bên nổi lên xung đột. Tề đẳng nhân lập tức phái Dương Quan Quan đi qua giải quyết vấn đề này. Cát, đá, bê tông v.v. mà công trường xây dựng bọn họ dùng đều đến từ một công ty mà Diệp Phong giới thiệu. Tổng giám đốc của công ty này chính là Mã Hồng Tuấn, phó bánh lái của chi nhánh Long Môn tỉnh Đông Hải. Tề đẳng nhân cũng không để bụng việc cho Diệp Phong chút mặt mũi này, chỉ là lợi nhuận ngàn vạn mà thôi, cho ai kiếm mà không được, cho nên hắn đã ký vào đơn đặt hàng của công ty này. Làm sao vậy? Tề đẳng nhân tiếp nhận điện thoại, hỏi. Tề tổng, tình hình có chút mất khống chế, anh nhanh tới đây một chuyến đi. Dương Quan Quan vội vã nói. Tề đẳng nhân còn từ trong điện thoại đầu bên kia nghe được một chuỗi âm thanh hỗn loạn, hắn nhíu mày nói cô chờ tôi tới, còn thì mình trốn đi, đừng để bị thương. Sau đó hắn cúp điện thoại, Lý Vân Uyển thúc giục nói mau đi đi, đừng để xảy ra chuyện gì. Mỗi lần đều như vậy, tức chết người mà. Tề đẳng nhân trợn trắng mắt. Lý Vân Uyển không khỏi buồn cười, đúng thật là như thế, mỗi lần Tề đẳng nhân cùng cô thân mật là luôn sẽ bị ai đó ngắt quãng. Cô duỗi tay ôm đầu Tề đẳng nhân, dùng đôi môi ướt át để lại vết son môi trên mặt hắn, cười nói mau đi đi. Lúc này Dương Quan Quan bị một đám người bao vây, bảo vệ ở công trường đều bị những người này đẩy ngã. Các người có biết công ty cung hóa cho chúng tôi là nhà nào không? Là công ty vật liệu xây dựng Hồng Mã, ông chủ của vật liệu xây dựng Hồng Mã chính là phó đà chủ tiên sinh Mã Hồng Tuấn Đông Hải Long Môn. Dương Quan Quan có chút khẩn trương nói. Người đẹp, đương nhiên chúng tôi biết công ty nào đang cung cấp cho công trường của các cô. Thậm chí tôi rất rõ ràng tập đoàn Mộc Tử giết người ở thung lũng khởi công, ngay cả tập đoàn Kiều Thị cũng dùng hàng của vật liệu xây dựng Hồng Mã. Từ Siêu đứng trước mặt Dương Quan Quan, miệng ngậm một điếu thuốc, cười ha ha nói. Dương Quan Quan không khỏi nhíu mày, tức giận nói các người đã biết còn dám tới gây phiền phức, yêu cầu chúng tôi đổi vật liệu với nhà các người. Sau khi Từ Siêu nghe nói như thế, không khỏi cười lên, những người xung quanh cũng cười ha ha theo anh ta. Người đẹp, cô biết công ty chúng tôi là nhà ai không? Công ty chúng tôi là công ty vật liệu xây dựng An Năng, ông chủ là Từ An. Từ Siêu híp mắt cười lạnh nói. Dương Quan Quan nghe thấy cái tên này, đầu ong ong lên. Từ An, không phải là thiếu đà chủ Long Môn ở tỉnh Đông Hải sao? Ngày hôm qua, cô ta đi mua xe với Tề Đẳng Nhàn, tình cờ gặp con trai của Từ An là Từ Dương ở trung tâm ô tô, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng Từ Dương đập vỡ xe mới kết thúc. Chẳng lẽ, đây là Từ Dương sai người đến đây trả thù? Chỉ có điều, cô ta nhìn xung quanh nhưng không phát hiện dấu vết của Từ Dương. Từ Siêu thản nhiên nói, hiện tại cô biết vì sao chúng tôi tìm đến công trường của các cô, hy vọng các cô sẽ đổi nhà cấp hàng hóa nhỉ. Dương Quan Quan xanh mặt, không nói gì. Từ Siêu trực tiếp đem một phần hợp đồng đến trước mặt Dương Quan Quan, nói, đây là hợp đồng cung ứng hàng hóa của chúng tôi, sau này, công ty chúng tôi cung cấp hàng hóa cho công trường của các cô. Một nhà các cô là thung lũng giết người lớn nhất, đàm phán với các cô xong. Tiếp theo chúng tôi đi tìm tập đoàn Mộc Tử và tập đoàn Kiều Thị đàm phán. Cho nên ký nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian làm ăn của chúng tôi. Dương Quan Quan mở hợp đồng, bị tức đến suýt ngất đi, giá cát bùn bên trong cao gấp đôi công ty của Mã Hồng Tuấn, giá đá vụn lại cao hơn gấp 3. Đây căn bản không phải đến hợp tác, mà là đến để dự tiền, đem cát bùn bán như bán cát vàng sao. Các người đưa ra giá cao như vậy, ai ký với các người hả? Các người tới đây để dự tiền sao? Dương Quan Quan tức giận nói. Dự tiền, các cô khai phá đất giết người ở thung lũng, vậy mới gọi là dự tiền nhỉ? Các cô kiếm được nhiều như vậy, chia cho chúng tôi nhiều một chút thì có sao? Hơn nữa, công ty chúng tôi cung cấp hàng hóa cho các cô, đảm bảo không còn ai dám tới gây sự. Ai dám tới gây sự, chúng tôi trực tiếp giết người ngay tại chỗ, đảm bảo cho công trường các cô sẽ được xây dựng một cách bình yên. Từ Siêu đắc ý nở nụ cười, giống như Dương Quan Quan đã bị thuyết phục, thúc giục cô ta ký tên. Sắc mặt Dương Quan Quan khó coi, nói, giá quá cao. Cao, chúng tôi sẵn lòng chủ động tới cửa cung cấp hàng hóa, đó là may mắn của bất động sản của các cô, có thể giúp quá trình xây dựng của các cô bình yên. Cô phải biết rằng một số nhà phát triển cầu xin chúng tôi cung cấp hàng hóa, chúng tôi cũng không có bằng lòng đâu. Từ Siêu khoanh cánh tay nhìn Dương Quan Quan. Những người xung quanh cũng bật cười theo, một đám có vẻ cực kỳ ồn ào. Đúng vậy,
vật liệu của vật liệu xây dựng An Năng chúng tôi là hạng nhất, hơn nữa được bố trí ở chỗ này. Cầm hàng của bọn tôi, ai dám đến gây rối? Vật liệu xây dựng Hồng Mã thì tính là gì? Mã Hồng Tuấn chẳng qua chỉ là một phó đà chủ mà thôi, cũng xứng so với đà chủ Từ An của chúng tôi. Nhanh ký hợp đồng đi, sau này do chúng tôi cung cấp hàng hóa, nếu không, chỉ sợ các cô không thể tiếp tục công việc của mình. Dương Quan Quan đen mặt nói, các người đây là mua bán bằng vũ lực, còn dám đến công trường chúng tôi gây rối, tôi sẽ báo cảnh sát. Từ Siêu xua tay áo, cười nói, đừng nha, giá này cao, cũng không phải chúng ta không thể đàm phán. Dương Quan Quan cảm thấy nhiều hơn một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, nếu giá cả của đối phương thật sự hợp lý, cũng không phải không thể hợp tác. Từ Siêu nói, tôi giảm giá gấp đôi cho cô thì sao? Nhưng tôi có một điều kiện. Chính là hôm nay cô đi theo tôi, ngủ với tôi một đêm. Thậm chí chúng tôi có thể nâng giá cao một chút, toàn bộ lợi nhuận từ giá chênh lệch trung gian tặng cho cô. Sau khi nói xong lời này, trong mắt hắn phả ra một tia lục quang giống như sói, thẳng tắp nhìn chằm chằm bộ ngực no đủ của Dương Quan Quan bên trong áo sơ mi xanh. Dương Quan Quan chỉ cảm thấy một trận chán ghét và ghê tởm, hung hăng nhíu mày, lạnh lùng nói cút, lập tức cút cho tôi, nếu còn không cút, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Ha ha ha, báo cảnh sát, cô cảm thấy báo cảnh sát có ích gì sao? Nếu không thì báo cảnh sát thử xem bọn họ cử người đến không? Chúng tôi đã sớm chào hỏi trước, cho dù cô có gọi nổ điện thoại cũng không có tác dụng gì. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, anh Siêu của chúng tôi cho cô cơ hội, cô còn không quỳ xuống cảm ơn, lại còn dám từ chối. Dương Quan Quan không khỏi hoảng sợ đứng dậy, bọn người này vô pháp vô thiên, còn không để pháp luật vào mắt sao. Cô ta ý thức được bản thân suy nghĩ quá đơn giản, bọn người kia chính là người của Đông Hải Long Môn. Những thủ đoạn bình thường sao có thể dọa được bọn họ? Làm sao bây giờ, hiện tại mình nên làm cái gì bây giờ? Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Dương Quan Quan không ngừng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Từ Siêu cười gần đi đến, nói cô không muốn ký. Được, vậy trước tiên cho cô nếm thử chút mùi vị của các anh trai, chờ sau khi cô nếm được mùi vị này muốn ngừng mà không được, thì sẽ không từ chối nữa đúng không? Đầu Dương Quan Quan nháy mắt nổ tung. Đây rõ như ban ngày, người này lại dám làm loại chuyện này với mình. Sau khi Dương Quan Quan phục hồi tinh thần, xoay người bỏ chạy. Còn chưa chạy được hai bước, Từ Siêu vươn tay trực tiếp túm lấy mái tóc dài sau gáy, đau đến mức khiến cô ta hét thảm một tiếng. Con đàn bà thối, cho cô mặt mũi cô còn dám vứt đi. Kêu cô đi hầu hạ thì rất mất mặt sao? Rõ ràng là vinh hạnh của cô. Còn dám chạy, cô chạy một cái cho ông đây xem. Sau khi Từ Siêu kéo tóc Dương Quan Quan thì hung hăng đá một cước lên lưng cô ta, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có. Dương Quan Quan đau đến gào thét, Từ Siêu cũng buông lỏng tóc của cô ta bị một cước bay thẳng về phía trước, loạng choạng hơn 2 mét, ngã xuống đống cát, đau đến xương cốt muốn nứt ra. Hôm nay sẽ cho cô biết cái gì gọi là vô pháp vô thiên. Từ Siêu hừ lạnh một tiếng, vươn tay cởi áo khoác, cười gần đến chỗ Dương Quan Quan. Thủ hạ dưới tay của Từ Siêu cũng cười lên. Hôm nay anh Siêu có hứng, mọi người có thể đến xem náo nhiệt. Khó thấy được anh Siêu có hứng như vậy, lần trước anh Siêu làm như vậy đã là nửa tháng trước. Hơn phân nửa là vì người phụ nữ này ngực to, nên khiến anh Siêu tương đối hứng thú đi. Mọi người cực lần này anh Siêu có thể kiên trì bao lâu? Tao cảm thấy nhiều nhất là 20 phút, tao cực 1.000 tệ. Tao cực 600, 30 phút. Tao 2.000, cược anh Siêu được 10 phút. Dương Quan Quan nghe thấy nhóm người này lại coi đây là niềm vui, da đầu không khỏi run lên, bọn người kia quả thật chính là một đám cặn bã. Từ Siêu cười ha ha, quay đầy trêu đùa, cược 10 phút, đứng ra cho ông đây, lát nữa nếu ông đây vượt hơn 10 phút, đá nát mông mày. Bọn họ lại được một trận cười ha ha. Ngay lúc này, tiếng động cơ ô tô gầm rú chuyển đến, vừa quay đầu thì thấy một chiếc xe Volkswagen lao thẳng tới đây. Những người xung quanh sợ đến mức vội vàng tránh né, chỉ có Từ Siêu chưa phục hồi tinh thần, trơ mắt nhìn chiếc xe Volkswagen càng lúc càng đến gần mình. Từ Siêu hoàn toàn không nghĩ tới phía sau lại có một chiếc xe lao về phía mình, đám thủ hạ đều đã né tránh, nhưng anh ta còn chưa phục hồi tinh thần. Rầm! Chiếc xe đâm mạnh vào anh ta, sau đó cả người anh ta bay ra ngoài. Miệng Từ Siêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu óc trống rỗng,
bay ra xa 5-6 mét, sau đó phịch một tiếng đâm vào một đống cát. Cũng may vận khí tốt, lúc rơi xuống đất có đống cát giảm lực va chạm, nếu không lần này cho dù anh ta không chết cũng phải tàn phế. Cửa xe mở ra, Tề Đẳng Nhàn bước xuống xe, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, đúng là xui xẻo, hôm nay mới lấy ra từ cửa hàng sửa xe, mẹ nó bây giờ lại phải sửa. Chiếc xe này đúng là chiếc Phaeton bị tông vào đuôi xe trước đó, hôm nay vừa mới mang về, nhưng hiện tại, đầu xe bị móp méo, cản xe cũng bị biến dạng. Đám thủ hạ của Từ Siêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tề Đẳng Nhàn, một câu cũng không nói được, đầu óc ong ong, vẫn chưa hoàn hồn. Khi Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đến thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, kích động đến suýt nữa phát khóc, nói Tề Tổng, anh đến rồi. Âm thanh cô ta cực kỳ ủy khuất, có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Từ từ đứng dậy, đừng gấp, xem chỗ nào đau. Tề Đẳng Nhàn đưa tay về phía Dương Quan Quan, khi kéo cô ta lên thì thuận tay đỡ thắt lưng của cô ta. Cả người Dương Quan Quan đều là bụi bặm và cát, sau lưng còn có một dấu chân. Tất chân bị cát ma sát đến rách mấy lỗ, nhìn dáng vẻ này, có chút cảm giác ham muốn thuần túy. Dương Quan Quan cố nén nước mắt nói, thắt lưng đau quá, vừa rồi tôi bị hắn đá một cái. Không có việc gì, không có việc gì, không tổn thương đến xương cốt. Tay Tề Đẳng Nhàn sờ sờ, yên tâm, sau đó phủi đất trên người giúp cô ta. Sau khi phủi hai cái, hắn mới cảm thấy không được thích hợp, ách, đây chính là một người phụ nữ. Bản thân giúp cô ta phủi đất trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là không thích hợp. Lúc này, những người kia cuối cùng cũng hồi thần lại, một số người trước tiên xông tới chỗ Từ Siêu ở đống cát, những người còn lại đều vây quanh Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan. Tề Đẳng Nhàn nhìn trên đùi Dương Quan Quan không ít vết thương, còn rách ra chảy máu, bộ âu phục chỉnh tề cũng bẩn, trong lòng không khỏi tức giận. Nếu thư ký Dương xảy ra chuyện gì không hay, về sau hắn làm sao xem bóng đá văn minh đây? Bóng đá văn minh, một từ thông dụng trên Internet, ban đầu có nghĩa là kêu gọi người hâm mộ xem trận đấu một cách văn minh trong các trận bóng, giờ đây nó đã trở thành một thuật ngữ Internet phổ biến và ý nghĩa của nó được dùng để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bộ ngực tương đối lớn của phụ nữ. Tạp chủng, mày dám lái xe đụng vào anh Siêu của bọn tao, mày có biết anh Siêu là ai không? Thằng nhóc con, mày lái Passat kiêu ngạo nhỉ, dám đụng anh Siêu của bọn tao. Hôm nay... tao sẽ khiến mày lết ra ngoài. Ngay cả anh Siêu còn dám động, chẳng lẽ không biết anh Siêu bọn tao là cháu đà chủ sao? Hôm nay cho dù là thiên vương lão tử đến đây cũng không thể cứu được mày. Đám thủ hạ của Từ Siêu đột nhiên trở nên ồn ào, thể hiện sự tức giận của bản thân. Trong mắt bọn họ Từ Siêu chính là đại ca, từ trước đến nay chỉ có Từ Siêu ức hiếp người khác, làm sao có thể bị người khác ức hiếp? Nhưng vừa rồi... Tề Đẳng Nhàn trực tiếp lái xe đâm thẳng vào Từ Siêu. Vừa rồi Tề Đẳng Nhàn lái xe đâm Từ Siêu không chút lưu tình, vẫn đạp chân ga, nếu không phải tốc độ không đủ, cho dù có đống cát kia giảm sóc cũng đủ đâm chết Từ Siêu. Mẹ mày thật rông dài, ánh mắt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng, tiện tay từ bên trong đống vật liệu xây dựng lấy ra một thanh thép to bằng cánh tay. Hắn quay người lại nâng tay lên, thanh thép thẳng tắp đánh vào mặt người đang nói chuyện, phịch một tiếng. Khuôn mặt nở thành hoa đào. Người này cũng không rên một tiếng, đã ngã xuống tại chỗ, không biết sống chết. Mày, mày còn dám động thủ. Lại có một người hô lên, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn tàn nhẫn như vậy, bị vây quanh còn dám động thủ. Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời, nhấc thanh thép trong tay đánh một người khác. Ầm, thanh thép kia kêu ầm ầm, trực tiếp bị uốn cong. Người vừa nói hét thảm một tiếng, ôm đầu gục trên mặt đất. Máu trên đỉnh đầu tuôn ra ào ào giống như không cần tiền, máu chảy không ngừng. Lần này Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đánh vỡ hộp sọ của tên này. Dương Quan Quan thấy một màn như vậy, sợ tới mức hai chân nhũn ra, mới vừa rồi còn đau đến hầm hừ, hiện tại ngay cả tiếng hít thở cũng từ từ nhẹ xuống. Tề Đẳng Nhàn này quá dọa người, mới đụng bay Từ Siêu, tiếp đó dùng thép đánh hai lần, một người bị đập nát xương mặt không biết sống chết, người còn lại bị đập đến vỡ sọ chảy máu. Nói tóm lại chính là quá tàn nhẫn. Còn ai muốn lên nữa không? Tề Đẳng Nhàn vừa cầm thanh thép uốn cong vừa nhìn đám người lạnh lùng hỏi. Những người có mặt ở đây đều là thành viên của phân đà Đông Hải Long Môn, ngày thường cũng từng thấy những cảnh tượng máu me, nhưng lúc này đây bọn họ lại bị Tề Đẳng Nhàn làm cho khiếp sợ đến một câu cũng không dám nói. Vẻ ngoài Tề Đẳng Nhàn ác nghiệt,
hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn, quả thật khiến bọn họ chấn động. Ai ức hiếp cô, chỉ ra cho tôi sẽ xử lý hắn. Tề Đẳng nhàn nhàn nhã nói với Dương Quan Quan. Tề Tổng, nếu không thì quên đi, tôi không sao, anh xuống tay quá nặng, đánh chết người thì. Dương Quan Quan hoảng sợ nói. Tề Đẳng nhàn không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, tiếp đó hỏi, nghe không hiểu tiếng người sao. Dương Quan Quan sợ tới mức run run một cái, chỉ tay vào hai ba người, nói, hắn còn có hắn. Còn có Từ Siêu vừa mới bị anh đâm bay, hắn đánh tôi, còn muốn cưỡng hiếp tôi. Sắc mặt Tề Đẳng nhàn trầm xuống, nhìn ba người trước mặt nói, lại đây nhận chết. Mẹ kiếp, giả vờ cái gì mà giả vờ, mày thật sự cho rằng mình rất lợi hại đúng không? Các anh em kề vai sát cánh, chúng ta nhiều người còn sợ hắn ta sao? Cùng giết chết hắn đi. Thành viên Long Môn chúng ta là loại người có thể bị làm nhục sao? Các anh em giết chết hắn. Ba người này đều gầm lên giận dữ, hét to anh em kề vai sát cánh. Trong nháy mắt Tề Đẳng nhàn nghe tiếng bọn họ thì vứt thanh thép trên tay đi, nhặt một thanh thép khác ước chừng khoảng 1m56, giơ tay ném như ném lao ra ngoài. Phanh! Người lúc nãy còn đang nói chuyện bị đánh trúng vào bụng, cả người đều bị quán tính của thanh thép đánh bay, bay xa vài mét, lúc này mới rơi thật mạnh xuống đất, thanh thép kia xuyên qua bụng hắn ta, máu sau lưng chảy đầm đìa dài đến mấy chục cm. Những người vừa rồi còn dục dịch chuẩn bị động thủ theo bọn họ phút chốc bị làm cho khiếp sợ, cả người chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, kinh khủng đến cả người đều nổi lên một tầng da gà. Dương Quan Quan sợ tới mức trực tiếp che kín hai mắt, hình ảnh kinh khủng như vậy, xem nữa có lẽ cả đêm sẽ ngủ không yên. Sau khi Tề Đẳng nhàn giải quyết xong một người, hắn tiện tay cầm lấy một cây gỗ thô như cổ tay, đi tới trước mặt một người khác, giơ tay vung lên. Cây gỗ nện thẳng lên ngực người này, đồng thời khi người đàn ông này bay lên, cây gỗ bị vỡ tung, có thể tưởng tượng là dùng bao nhiêu lực. Người này bay ra ước chừng 6 mét, lúc này mới giống quả hồ lô lăn trên mặt đất, từ trong miệng phun ra máu đen, liên tục rên rỉ đau đớn. Ánh mắt Tề Đẳng nhàn vừa rơi trên người cuối cùng, người này lập tức quỳ xuống, kêu khóc nói, tôi sai rồi, cô Dương, tôi thật sự sai rồi. Mới vừa rồi tôi không nên nói những lời đó. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi không phải người, tôi là súc sinh. Cô không cần chấp nhặt với một súc sinh. Vừa nói chuyện, hắn ta vừa bắt đầu tát mạnh miệng của bản thân. Thủ đoạn của Tề Đẳng nhàn thật sự làm cho những người này sợ hãi. Một người cuối cùng này, thậm chí trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu nhận lỗi với Dương Quan Quan, tự vả miệng mình. Những người xung quanh cũng mím chặt miệng mình, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ thật đúng là lần đầu tiên gặp người hung ác như vậy, ra tay quá tàn nhẫn. Vậy cô tha thứ cho hắn sao? Tề Đẳng nhàn liếc mắt nhìn Dương Quan Quan một cái, hỏi. Tôi cảm thấy cũng gần giống như vậy đi. Sắc mặt Dương Quan Quan xanh mét nói, âm thanh không khỏi có chút run run. Vì vậy, Tề Đẳng nhàn không giải quyết người cuối cùng trong ba người, nhún vai nói, nếu cô đã tha thứ cho hắn, vậy tạm thời bỏ qua cho hắn. Sau khi nói xong lời này, hắn nhìn về phía thủ hạ của Từ Siêu, thản nhiên nói, các người có ai muốn thử nữa không? Đứng ra, bao nhiêu người cũng được. Nhìn đồng đội của mình bị Tề Đẳng nhàn ra tay đánh thành bộ dạng này, làm sao còn có người dám đứng ra? Lúc này Từ Siêu đã được mấy tên thủ hạ nâng lên, anh ta bị xe đụng phải nhưng được đống cát giảm sóc nên vết thương không quá nghiêm trọng. Đồ chó, mày có biết bọn tao là ai không? Dám lái xe đụng tao hả? Thấy thuộc hạ của mình bị đánh thê thảm như vậy, Từ Siêu không nhịn được phẫn nộ giống lên. Tôi nhớ vừa rồi cô nói hắn ta đánh cô, Tề Đẳng nhàn quay đầu nói với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan do dự gật đầu, sở dĩ do dự là vì sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Tề Đẳng nhàn với những người kia, cô ta có chút sợ hãi. Từ Siêu cười lạnh nói, là tao thì sao? Đà chủ Từ An tiên sinh Đông Hải Long Môn để bọn tao đến gặp tụi mày bàn chuyện làm ăn. Tụi mày lại không biết tốt xấu sao? Ngại giá cả cao từ chối. Cho tụi mày giá gấp 2 gấp 3 đã rất nhân từ, chỉ bằng việc hợp tác với Mã Hồng Tuấn cũng đủ khiến tụi mày chết 100 lần. Dương Quan Quan ho khan một tiếng, nói anh bớt tranh cãi đi, tôi sợ lát nữa ông chủ chúng tôi đánh chết anh. Từ Siêu sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, đúng vậy, vừa rồi hắn thiếu chút nữa lái xe đâm chết tôi. Đang nói chuyện. Anh ta nhìn thấy Tề Đẳng nhàn đi tới trước mặt mình.
nhóc con, vừa mới đụng tao là bởi vì mày không biết tình hình. Hiện tại, tao nói cho mày biết tao là người của phân đà đà chủ Từ An Đông Hải Long Môn, mày còn dám động đến tao sao? Mày đụng đến một sợi lông của tao, tao sẽ cho cả nhà mày chôn cùng. Không tin thì có thể thử xem. Từ Siêu kiêu ngạo nói, lật con át chủ bài lên. Anh ta đã gặp qua rất nhiều tình huống tương tự, đối phương mạnh hơn mình, nhưng thường sau khi anh ta lật con át chủ bài này ra, mặc kệ đối phương lợi hại đến cỡ nào đều ngay lập tức teo chứng. Thế nào, sao không nói đi? Sự kiêu ngạo khi đánh thủ hạ của tao đâu rồi? Hiện tại, quỳ xuống cho bố mày. Từ Siêu tự cảm thấy dọa được Tề Đẳng Nhàn nên ăn nói rất ngang ngược. Giây tiếp theo, Tề Đẳng Nhàn đột nhiên vươn tay nắm cổ áo quật mạnh xuống đất. Phù phù. Cả người Từ Siêu trực tiếp gục trên mặt đất, anh ta vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nói, mày dám. Tao chính là cháu đà chủ Từ An, mày dám động vào tao. Mày đi hỏi Từ Dương xem tao thu thập hắn như thế nào. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn không đợi Từ Siêu đứng dậy đã đạp một cước lên thắt lưng anh ta. Đây là vị trí Từ Siêu vừa mới đá vào Dương Quan Quan, cho nên, hiện tại hắn dẫm lên cũng là vị trí đó. Nhưng mà, một cước này của hắn mạnh hơn rất nhiều. Răng rắc, một tiếng giòn vang truyền đến, miệng Từ Siêu phát ra tiếng kêu như heo bị giết. Tiếng kêu đau đớn theo sau là một tiếng giòn vang, toàn thân anh ta đều run rẩy, vô cùng đau đớn. Đám thủ hạ nhìn Từ Siêu bị dọa đến sợ hãi thì không nhịn được nhắm mắt, cả người đều run run. Có người ném ống thép trong tay xuống, xoay người bỏ chạy, la khóc nói, mẹ, con mặc kệ, con không phải thành viên Long Môn, con muốn về nhà. Một người này chạy kéo theo những người khác bị dọa mất mật cũng ném người trong tay chạy theo, một đám gào khóc thảm thiết nói bản thân phải rời khỏi Long Môn. Tề Đẳng Nhàn quá tàn nhẫn suýt nữa hù chết bọn họ. Này này này, đừng đi, Tề Đẳng Nhàn cũng gọi một tiếng. Chỉ có điều bọn họ không nghe, sao họ có thể ở lại. Vẫn chạy như cũ. Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, bước lên nhặt một cây thép cầm trong tay, ném ra ngoài như ném lao. Phốc! Thanh thép đâm xuống mặt đất trước mắt mấy người chạy trốn, khiến mấy người này cực kỳ hoảng sợ. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười nói, mọi người có thể chạy nhưng phải mang người bị thương nặng này theo, nếu không đưa đến bệnh viện, bọn họ thật sự sẽ chết. Lúc này bọn họ mới hoàn hồi, sau đó bắt đầu ba chân bốn cẳng di chuyển những người bị thương. Từ Siêu nhìn suýt nữa hộc máu, bản thân mang theo 30 người, hơn nữa đều tương đối có năng lực nhưng lại bị Tề Đẳng Nhàn dọa thành bộ dạng này, quả thật là phế vật. Mày xem, Long Môn các người rất giỏi còn không phải bị tao dọa thành bộ dạng này sao? Tề Đẳng Nhàn đá đá Từ Siêu nằm trên mặt đất, hỏi. Từ Siêu không nói gì, với lại cột sống bị Tề Đẳng Nhàn dẫm gãy, nửa đời sau nhất định chỉ có thể là một phế nhân. Dương Quan Quan hoảng sợ nói, Tề Tổng. Không phải anh định giết hắn chứ? Sao có thể, tôi cũng không phải tội phạm giết người, sao có thể giết người chứ? Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Ách, Dương Quan Quan không dám trả lời, vừa rồi chính mắt cô ta nhìn thấy mấy đòn vừa rồi như là muốn giết người. Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn tới đây trong lòng đã mang theo tức giận, dù sao hắn vừa định điều chỉnh quan hệ với Lý Vân Uyển, kết quả bị những người không biết tốt xấu quấy rầy. Dù sao người quấy rầy hắn và Lý Vân Uyển hầu như đều không một ai có kết cục tốt. Tề Đẳng Nhàn đá Từ Siêu một cước, nói đi, là ai kêu mày đến? Nói ra thì tao có thể thả mày đi. Vẻ mặt Từ Siêu u ám nói, tao còn cần ai kêu đến? Không nói, cũng tốt, vậy để xương cốt mày nát hết, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Khuôn mặt u ám của Từ Siêu đột nhiên trở nên chua xót, vội vàng nói, tôi chỉ nói đùa thôi. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, nói nhanh, tao không có hứng thú ở đây dây dưa với mày. Tề Siêu nói, là đà chủ Từ An của chúng tôi chuẩn bị đối phó với phó đà chủ Mã Hồng Tuấn, cho nên chuẩn bị bắt tay vào một ít sản nghiệp dưới quyền của Mã Hồng Tuấn. Kêu chúng tôi bày mưu tính kế, là đà chủ khách khanh Lục Đông Hải. Tôi chỉ là nhận mệnh lệnh của bọn họ làm việc, một con cá linh tinh, ngài buông tha cho tôi đi. Nói xong lời cuối cùng. Từ Siêu không còn chút kiên cường nào, thậm chí âm thanh còn mang theo chút nức nở, hoàn toàn không còn chút khí chất ngang ngược. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười nói, có thể tìm được vị khách khanh Lục Đông Hải này ở đâu. Lục tiên sinh mở một trung tâm massage tên là anh Đào Phương Đông,
ngài có thể tới đó tìm ông ta. Từ Siêu run lẩy bẩy nói. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì ngẩn ra, này thật không khéo, hai ngày trước hắn còn bị tên Hoàng Kỳ Bân kia mang đến anh đảo Phương Đông mát xa đây. Hướng tới tình hữu nghị giữa các quốc gia, Tề Đẳng Nhàn còn rất nghiêm túc chỉ điểm phương pháp mát xa cho hai vị kỹ sư quốc tế. Đợi cho Từ Siêu nói xong, Tề Đẳng Nhàn cũng không làm khó anh ta nữa, để cho thủ hạ của anh ta mang anh ta đi. Thung lũng giết người này là một công trình lớn, cần dùng rất nhiều gỗ và cát, hơn nữa, tập đoàn Kiều Thị và tập đoàn Mộc Tử cũng sử dụng nguồn cung ứng từ công ty vật liệu xây dựng của Mã Hồng Tuấn. Từ An muốn diệt trừ phó đà chủ Mã Hồng Tuấn này, đương nhiên trước tiên phải đánh vào sản nghiệp dưới trướng của ông ta. Mọi người đều biết công việc xây dựng ở thung lũng giết người bên này là chủ đạo của Tư Bản Thiên Lại, đối phó được Tư Bản Thiên Lại, tự nhiên cũng dễ dàng đối phó với hai con tép là tập đoàn Kiều Thị và tập đoàn Mộc Tử. Xem ra, vị đà chủ và phó đà chủ Đông Hải Long Môn tranh giành rất quyết liệt, còn xuống tay với em vợ của Diệp Phong. Tề Đẳng Nhàn nghĩ thầm. Tề Đẳng Nhàn thật sự không muốn quản bọn họ đánh chết người ta như thế nào, nhưng nếu làm chậm trễ việc của hắn, vậy hắn sẽ không vui rồi. Lát nữa tôi đi anh đào Phương Đông một chuyến, hy vọng tên ngốc này sẽ biết điều một chút. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh. Đợi cho mấy kẻ gây rối này rời đi, Tề Đẳng Nhàn mới phất phất tay, để cho mọi người yên tâm bắt đầu làm việc, đồng thời hứa sẽ đưa một số tiền để an ủi một số nhân viên bảo vệ bị thương hôm nay. Một trò khôi hài đến đây đã kết thúc. Tề Đẳng Nhàn cười với Dương Quan Quan, nói thấy không? Không cần để ý phía trước là Long Môn gì, cái gì Dương gia Thượng Hải. Chỉ cần cô đủ hung ác, ai cũng sẽ sợ cô. Thần quỷ sợ kẻ ác, tôi kêu cô hung như vậy, Dương Phỉ Phỉ còn dám ức hiếp cô sao? Dương Quan Quan ngạc nhiên, hung thì hung, nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng rất hung ác, vừa mới ra tay một chút, cô ta có cảm giác da đầu tê dại. Thành viên Long Môn bị hắn dọa sợ cũng không phải là không có nguyên nhân, mọi người bị thanh thép đâm trước mặt, ai cũng phải khiếp sợ. Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn được bồi dưỡng trong nhà tù U Đô, bên trong toàn là đại ác nhân, người nào không phải là giết người trong nháy mắt, nếu hắn không hung ác một chút, còn không đã sớm tuyên bố rồi sao? Tề Tổng, trên người tôi đau quá, tôi có thể xin phép về nhà nghỉ ngơi nửa ngày được không? Dương Quan Quan chua xót nói. Cô ta tủi thân nói ra lời này, sợ tên Tư Bản chó má trực tiếp ép cô ta trở lại công ty tiếp tục mang vết thương ra trận. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, được rồi, tình huống hôm nay là tai nạn lao động, tôi đưa cô về nghỉ ngơi. Hắn đã kiểm tra vết thương trên người Dương Quan Quan rồi, về cơ bản đều là chảy xước, có điều cú đá vào lưng thì nặng hơn. May mà không bị thương đến xương cốt, bôi chút thuốc sẽ khỏi. Ừ, cô đừng sợ tôi như vậy, tôi đối với kẻ thù tàn nhẫn như trời đông giá rét, nhưng đối với người trong nhà dịu dàng như gió xuân. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Được được được, Dương Quan Quan vội vàng đồng ý, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Tề Đẳng Nhàn vừa rồi, có loại cảm giác không rét mà run, rất dọa người. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp lái xe đưa Dương Quan Quan về nhà của cô ta. Sau đó gánh trọng trách xử lý vết thương. Dương Quan Quan rất sợ hãi, không dám xuống tay, Tề Đẳng Nhàn cũng không nỡ dùng cồn và thuốc mỡ thoa lên, đau đến mức Dương Quan Quan đau chết đi sống lại. Cởi áo, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Hả, Dương Quan Quan hoảng sợ, không nhúc nhích. Hả cái gì mà hả, cô có thể tự thoa sau lưng à? Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn hỏi, nếu không cởi thì để tôi cởi giúp cô. Dương Quan Quan tự kéo áo lên, nói, không cần cởi. Kéo lên không phải là được rồi sao? Lúc nói lời này, trên mặt cô ta tràn đầy cảnh giác, ánh mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn giống như đề phòng sói dữ. Tề Đẳng Nhàn ngượng ngùng cười, nói, tùy tiện đi, cô nói có lý, như vậy là được rồi. Hắn kêu Dương Quan Quan nằm sấp xuống ghế sofa, sau đó đổ thuốc trị vết thương vào lòng bàn tay, giúp cô ta xoa vết thương ở dưới thắt lưng. Cảm xúc trên da của Dương Quan Quan rất tốt, da thậm chí còn trắng hơn hầu hết phụ nữ, hơn nữa, vòng eo cũng mềm mại, chạm vào khó tránh làm người ta mất tập trung. Đau quá, anh nhẹ chút. Dương Quan Quan thấp giọng nói, cơ thể run rẩy vài cái. Lần sau cô gặp phải loại tình huống này, trước tiên thuận theo ý muốn của bọn họ, kéo dài thời gian. Tề Đẳng Nhàn ấn lên thắt lưng mềm yếu không xương của Dương Quan Quan, nhẹ nhàng xoa nắn. Nhưng bọn họ yêu cầu tôi ký hợp đồng. Tôi là thư ký của công ty, nếu tôi ký vào hợp đồng thì cũng có hiệu lực pháp luật. Dương Quan Quan giải thích.
Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói, chờ tôi đến nơi trực tiếp xé bỏ không phải là xong rồi à? Chuyện nhỏ như vậy cũng không hiểu, hơn nữa còn là du học sinh, thật ngu ngốc. Dương Quan Quan chỉ cảm thấy tủi thân, bản thân bị thương vì công ty, ngược lại còn bị oán trách là không thông minh. Bàn tay Tề Đẳng Nhàn dán sau thắt lưng Dương Quan Quan vuốt ve qua lại, phát ra tiếng sột soạt, da thịt có cảm xúc nhẵn nhụi, khiến cho hắn bất giác so sánh với Lý Vân Uyển. Thư ký Dương, làn da của cô rất tốt, Tề Đẳng Nhàn nói. Anh đừng suy nghĩ lung tung, cứ thành thật bôi thuốc cho tôi đi. Sắc mặt Dương Quan Quan nháy mắt đỏ bừng, vô cùng khẩn trương nói. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười, kéo áo của cô xuống nói, được rồi, tôi bôi thuốc cho cô rồi, mua ít cao dán về tự dán lên, đừng cúi người cầm vật nặng là được. Dương Quan Quan ồm ồm nói, cảm ơn Tề Tổng. Đừng khách khí, chúng ta là người cùng hội cùng thuyền. Tề Đẳng Nhàn nhe răng cười, nói. Dương Quan Quan nghe hắn nhắc tới chuyện này, trong lòng lại xấu hổ và giận dữ muốn chết, nói, quên chuyện ngày đó đi, ngày đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Ngày đó cũng không xảy ra chuyện gì, cô đang nói cái gì vậy? Tề Đẳng Nhàn kỳ quái nói. Dương Quan Quan hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, thật là, chính mình nói vậy để làm gì? Không có chuyện gì lại nói như có chuyện gì vậy. Dương Quan Quan ngập ngừng hỏi, hôm nay bọn họ bị anh đối xử thảm như vậy, có thể sẽ tìm cách trả thù lại sao? Tề Đẳng Nhàn nói, chờ tôi đi anh Đào Phương Đông một chuyến, tìm vị khách khanh Lục Đông Hải kia, nếu ông ta thức thời thì tốt, còn nếu không thì... Dương Quan Quan biết, Tề Đẳng Nhàn hơn phân nửa là lại muốn mở một trận gió tanh mưa máu đây. Thư ký Dương, cô có thể ngồi xổm được bao nhiêu cây gì? Tề Đẳng Nhàn nhìn Dương Quan Quan đang nằm trên sofa, không nhịn được hỏi. Đại khái có thể khoảng 30 kg. Làm sao vậy? Dương Quan Quan nghi hoặc nói, cô ta có thói quen tập thể dục. Tôi đi trước, Tề Đẳng Nhàn trầm ngâm gật đầu, lại liếc nhìn cô ta một cái, sau đó xoay người rời đi. Dương Quan Quan sửng sốt, người này không phải là có bệnh đi. Nhưng khi hoàn hồn lại, cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận hét lên một tiếng, lão biến thái. Sớm muộn gì tôi cũng đánh chết anh. Cô ta thông qua phản quang của TV mới hiểu được tại sao Tề Đẳng Nhàn lại hỏi một câu quái lạ như, bởi vì, khi cô ta nằm sấp thì độ cong của mông khiến cho người ta xem cũng đủ cả rồi. Những người không tập luyện, sau khi nằm xuống, thịt mông của họ đều nhũn ra, nhưng nơi này của Dương Quan Quan thì lại đứng thẳng như một ngọn núi. Chỉ những người thường xuyên ngồi xổm và rèn luyện cơ mông vô cùng bền bỉ. Khi nằm sấp mới có thể phơi bày ra độ cao và đường cong kiêu ngạo như vậy. Sau khi Tề Đẳng Nhàn ra khỏi nhà của Dương Quan Quan, thì đi thẳng đến trung tâm massage anh Đào Phương Đông, vừa đến cửa thì trông thấy Hoàng Kỳ Bân với vẻ mặt mệt mỏi. Yo, lão Hoàng, làm việc chăm chỉ vậy sao? Sau khi nhìn thấy Hoàng Kỳ Bân, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà bật cười, vị Hoàng công tử này cũng thật là ham chơi mà. Hoàng Kỳ Bân bật cười ha ha, nói, người anh em. Vẫn còn sớm mà, trời còn chưa tối mà anh đã đến dạy người ta kỹ thuật massage rồi sao? Tề Đẳng Nhàn chỉ cười ha ha chứ không trả lời. Tôi chơi cũng gần đủ rồi, nếu như còn ở lại đây với anh nữa thì sẽ mệt chết mất thôi, tôi đi về nghỉ ngơi trước nhé, anh cứ chơi từ từ nhé. Chi phí có thể tính vào của tôi. Hoàng Kỳ Bân cười rất hào sảng và nói. Anh ta vỗ vai Tề Đẳng Nhàn một cái rồi rời đi. Quyết định không làm phiền khoảng thời gian vui vẻ tiếp theo của Tề Đẳng Nhàn nữa. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười, thật là muốn khuyên Hoàng Kỳ Bân nên tiết chế lại, mặc dù nhân viên massage nước ngoài rất tốt nhưng cũng rất hại thân đó. Người trẻ bây giờ. Chính vào lúc này, một người phụ nữ trung niên rất có khí chất đi ngang qua cửa trung tâm massage, sau khi liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn và Hoàng Kỳ Bân một cái thì không khỏi lắc đầu, thở dài và rời đi. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên này, Tề Đẳng Nhàn bỗng ngây người, gương mặt này, sao trông có hơi giống với Lý Vân Uyển thế nhỉ? Có điều, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều mà đã đi thẳng vào bên trong trung tâm massage. Tôi tìm Lục Đông Hải, Tề Đẳng Nhàn đứng ở quầy lễ tân và hỏi thẳng luôn. Ông Lục đang ở đây, nhưng xin hỏi anh là ai thế ạ? Cô nhân viên lễ tân hỏi. Tôi là ông chủ của Tiên Lai Capital, Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nói, cô nhân viên lễ tân ngay lập tức gọi điện thoại thông báo cho phía trên, sau đó nói, anh Tề, mời anh lên tầng 5, ông Lục đang ở trong phòng bao của tầng 5 đợi anh ạ.
Tề Đẳng Nhàn đi thẳng lên tầng 5. Có rất nhiều thành viên của Long Môn đang đứng trong hành lang của tầng 5, bọn họ ai nấy đều mặc vest đen và mang vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đến rồi, trong ánh mắt của những người đó không khỏi có thêm vài phần cười nhạo. Rõ ràng bọn họ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn một mình xông vào hang ổ của kẻ địch như thế này chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Lục Đông Hải là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, ông ta mặc một bộ thường phục rộng rãi, cầm một quyển sách trong tay, ngồi trên sofa và đọc sách trong yên lặng. Lúc Tề Đẳng Nhàn bước vào, ông ta còn chẳng thèm ngước mắt lên lấy một cái mà chỉ nhàn nhạt nói, mời ngồi. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp ngồi xuống sofa, sau đó hắn để ý thấy trong phòng còn có rất nhiều thuộc hạ của Lục Đông Hải nữa, mấy người này ai nấy đều trông rất tháo vát, thuộc vào loại rất giỏi đánh nhau ấy. Các hạ là Lục Đông Hải tiên sinh, khách khanh đặc biệt của phân đà Long Môn đúng không? Tề Đẳng Nhàn nhìn Lục Đông Hải vài cái rồi mới mở miệng hỏi. Tôi chính là Lục Đông Hải, không biết anh Tề đây đến tìm tôi có chuyện gì không? Lục Đông Hải đặt quyển sách xuống, cười ha ha và nói. Tề Đẳng Nhàn nói, ông sai Từ Siêu đến công trường của Tiên Lai Capital chúng tôi để gây chuyện, bây giờ còn hỏi tôi có chuyện gì à? Có phải não ông có vấn đề rồi không? Có cần tôi giúp ông vỗ vài cái không? Sau khi nghe thấy những lời này, Lục Đông Hải bỗng bật cười ha ha, nói thật sự ngày càng có ít người trẻ điên cuồng như cậu đấy, đã biết tôi là khách khanh đặc biệt của Long Môn mà vẫn dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó à? Tề Đẳng Nhàn nhướn mày một cách mất kiên nhẫn, nói tôi cho ông một cơ hội. Tôi không cần biết ông chủ của ông là Từ An và Mã Hồng Tuấn xử lý nhau bằng cách nào. Tuy nhiên, đừng có để cuộc chiến của các người liên lụy đến việc làm ăn của tôi, cũng đừng có liên lụy đến những người bên cạnh tôi. Nếu không thì tôi cũng không ngại bóp chết hết mấy tên khiến người khác khó chịu như các người đâu. Lục Đông Hải cười phá lên, nói anh bạn trẻ, tôi biết cậu có bản lĩnh, thậm chí còn kiếm được về cho tập đoàn Hướng Thị 10 tỷ. Nhưng cậu phải biết, chỗ này là tỉnh Đông Hải, là thành phố Trung Hải. Ở chỗ này, cậu có biết bốn chữ phân đà Long Môn có nghĩa là gì không? Tôi cho cậu một cơ hội để sắp xếp lại từ ngữ rồi nói chuyện đàng hoàng với tôi. Tề Đẳng Nhàn hỏi, ông muốn chết à? Lục Đông Hải lắc đầu, nói con người tôi từ trước đến nay vẫn luôn thích đấu trí, không giống với đám người thô bạo các cậu, tôi không thích động tay động chân. Ở trong căn phòng này có tổng cộng 4 cái máy quay, giám sát cả căn phòng này 360 độ không một góc chết. Cậu có thể thử xem việc ra tay với tôi ở chỗ này sẽ có hậu quả như thế nào. Tề Đẳng Nhàn cũng đã nhìn thấy rồi, trong căn phòng này quả thực là có máy quay phim. Loại người có địa vị cao như Lục Đông Hải, nếu như trong trường hợp ông ta chưa làm gì cả mà có người dám tùy tiện ra tay với ông ta, vậy thì phía người ra tay sẽ vô cùng bị động. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn không sợ những thứ này nhưng chuyện cũng chưa đến mức khiến hắn không màng tất cả mà mặc sức đi tàn sát tứ phương. Không ngờ ông cũng tinh danh ra phết đấy, chọn nơi như thế này để gặp mặt tôi, lợi hại lắm. Tề Đẳng Nhàn không khỏi bật cười, giơ ngón cái lên tán thưởng. Cơ mà, ông cảm thấy làm như thế này có tác dụng với tôi sao? Ông cũng đâu thể nào cứ trốn mãi ở nơi có máy quay phim nhỉ? Ông không sợ một ngày nào đó trong lúc đang ngủ thì cổ họng bỗng dưng lạnh toát à? Lục Đông Hải phì cười một cái, nói cậu đừng có uy hiếp tôi, chiêu này không có tác dụng gì với tôi đâu, cao thủ trong Long Môn của chúng tôi cũng không phải người ăn chay. Sau khi nói xong những lời này, ông ta lại cầm quyển sách lên. Đúng vào lúc này, điện thoại của Tề Đẳng Nhàn bỗng reo lên, liếc nhìn một cái, là Lý Vân Uyển gọi đến. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, nếu như Lý Vân Uyển gặp nguy hiểm gì đó thì hắn sẽ giết chết cái lão già Lục Đông Hải này ngay tại chỗ, ai mà thèm quan tâm đến việc có camera giám sát hay không. Anh Tề, phía bên công trường xây dựng lại xảy ra chuyện rồi. Lý Vân Uyển cười khổ và nói. Cô không sao chứ? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tôi không sao, tôi vẫn luôn ở trong công ty mà. Tôi cũng chỉ vừa nhận được tin tức nên mới ngay lập tức thông báo cho anh biết đây. Lý Vân Uyển vội vàng nói. Tề Đẳng Đàn gật gật đầu, Lý Vân Uyển không sao thì mọi chuyện sẽ dễ nói thôi, còn nếu không thì Lục Đông Hải sẽ ngay lập tức biến thành một cái xác. Kẻ nào dám lấy Lý Vân Uyển ra để uy hiếp hắn thì hắn sẽ trực tiếp tiễn kẻ đó đi xuống chầu Diêm Vương. Xảy ra chuyện gì rồi? Tề Đẳng Nhàn nói. Lý Vân Uyển nói, bỗng dưng có rất nhiều chiếc xe tải đã đến phía bên công trường xây dựng, những chiếc xe tải đó đã chặn hết đường bên công trường xây dựng rồi,
xe của chúng ta cũng không thể ra vào được. Và lại, sau khi lái những chiếc xe tải đó đến thì tài xế đã biến mất cả rồi, chỉ để lại xe ở đó. Chúng tôi muốn thương lượng một chút nhưng cũng không thể làm gì được. Lý Vân Uyển cũng biết rõ rằng bọn họ đã gặp phải những thủ đoạn vô lại rồi nên chỉ có thể gọi điện thoại cho Tề Đảng Nhàn mà thôi, xem hắn có cách nào có thể giải quyết chuyện này hay không. Sau khi nghe xong, Tề Đảng Nhàn bật cười, hắn nói, được rồi, tôi biết rồi, cứ cúp máy trước đi đã, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Lý Vân Uyển dặn dò nói, vậy anh cẩn thận một chút, nhất định đừng để bị thương, có chuyện gì thì chúng ta liên lạc bất cứ lúc nào nhé. Tề Đảng Nhàn ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Lục Đông Hải. Lục Đông Hải vẫn không hề rời mắt khỏi quyển sách trong tay mình, cười mỉm và nói, bên công trường xây dựng lại xảy ra chuyện gì rồi à? Ông giở trò đúng không? Ông Lục, Tề Đảng Nhàn thở dài một cái, càng nhìn cái tên này càng thấy không thoải mái. Cầm quyển sách rồi ngồi đó giả vờ làm người đàn ông trung niên mình đầy tri thức phải không? Lục Đông Hải bình tĩnh nói, chỉ đơn giản là tôi hết chỗ để xe nên bảo người đến đỗ xe ở đấy mà thôi. Mặc dù Tư Bản Thiên lại không thể được coi là bạn bè của chúng ta, nhưng cũng không tính là kẻ địch của chúng ta. Vì vậy, tôi cảm thấy vẫn nên để cho bọn họ một con đường sống thì hơn. Lục Đông Hải nhìn Tề Đảng Nhàn, mỉm cười giảng hòa. Tề Đảng Nhàn không nói gì, hắn cũng muốn nghe xem Lục Đông Hải rốt cuộc định nói với mình như thế nào. Lục Đông Hải nói, nếu cậu Tề bằng lòng ngưng hẳn tất cả những thương vụ mà cậu hợp tác với Mã Hồng Tuấn, vậy thì mọi mâu thuẫn giữa hai chúng ta coi như chấm dứt tại đây. Trong tương lai, về việc hoạt động của công trường thung lũng giết người, An Tiên Sinh của chúng tôi có thể cung cấp vật liệu xây dựng, hơn nữa, chúng ta còn có thể thương lượng để đưa ra mức giá tốt nhất. Nếu cậu Tề đồng ý với đề nghị này, tôi sẽ bảo những xe tải kia rời khỏi đây ngay lập tức. Tề Đảng Nhàn nghe xong mấy câu này của Lục Đông Hải thì không nhịn được cười, hắn nói, mọi người trên đời này đều hành xử theo kiểu vừa đấm vừa xoa, vậy mà ông vừa mới cho tôi một đấm, bây giờ lại định giáng thêm cú nữa hay sao? Lục Đông Hải bình tĩnh nói, nếu cậu Tề từ chối đề nghị này của tôi, vậy thì chỉ e rằng những chiếc xe tải kia sẽ chặn ở bên ngoài công trường rất lâu đó. Tề Đảng Nhàn lạnh lùng nói, tôi lo rằng xe tải của ông không chặn lâu như vậy được đâu. Lục Đông Hải chỉ cười mà không nói gì, ông ta đã phái khoảng gần 200 chiếc xe container hạng nặng tới đỗ ở trước công trường thung lũng giết người. Đám xe tải đó bao vây kín mít quanh công trường của Tư Bản Thiên lại, cho dù người thường muốn đi vào cũng phải tìm đường vòng mà đi, chứ đừng nói đến xe chở đồ. Tôi cho ông một cơ hội, mau dẹp hết đống xe này đi, nếu ông không làm thì đừng có trách tôi không nhắc nhở trước. Tề Đảng Nhàn nói, Lục Đông Hải nhanh chóng cầm quyển sách mà mình mang tới. Thong dong đọc sách. Sau khi những người có mặt trong căn phòng này nghe thấy lời nói của Tề Đảng Nhàn đều không kìm lòng nổi mà cười khẩy. 200 chiếc xe tải hạng nặng, cho dù cậu có gọi xe tải tới cũng chẳng kéo đi được đâu. Tôi cũng muốn chống mắt lên nhìn xem cậu định không khách khí với chúng tôi kiểu gì, để xem cậu đối phó với đám xe kia thế nào. Xe thì cứ đỗ ở đằng kia, Lục Tiên Sinh cũng đã nói rõ điều kiện với cậu rồi, nếu như cậu không đồng ý với đề nghị này. Vậy thì tự đi mà nghĩ cách đi. Những người này đều cảm thấy như mình đã làm khó làm dễ được Tề Đảng Nhàn, bọn họ cảm thấy chiêu trò này của Lục Đông Hải quả thực là thần cơ diệu toán, người không có đầu óc không thể nào nghĩ ra được. Tề Đảng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười, hắn nói, tôi sẽ khiến 200 chiếc xe tải hạng nặng này của các người nát thành bột mịn, sau đó tôi cũng sẽ đánh cho các người kêu cha gọi mẹ, vái trời lạy đất. Dẫu sao thì tôi cũng không thể để các người được đằng chân lân đằng đầu chứ nhỉ. Con người tôi ấy mà, không thể nào chịu ấm ức được. Lục Đông Hải nghển cổ lên nhìn, ông ta nói với Tề Đảng Nhàn, xin cứ tự nhiên, nếu cậu có thể làm gì được mấy trăm chiếc xe tải hạng nặng ở bên ngoài công trường, vậy thì tôi đây sẽ đứng yên cho cậu đánh một trận, thế nào? Tề Đảng Nhàn nói, ông chờ đó. Nói xong lời này, hắn dứt khoát lấy điện thoại di động của mình ra. Sau đó bấm máy, gọi điện thoại cho Phó Phong Vân. Phó Phong Vân đã nhờ hắn đối phó với Vladimir, ông ấy còn đang thiếu hắn một món nợ ân tình, món nợ này không đòi bây giờ thì đến lúc nào mới nên đòi cơ chứ? Phó Lão, tôi nghi ngờ có người đang gây ra mối nguy hại cho sự an toàn của quốc gia. Tề Đảng Nhàn nghiêm túc thuật lại. Cái gì, là kẻ nào? Phó Phong Vân nghe thấy giọng điệu nghiêm chỉnh như vậy của Tề Đảng Nhàn thì không khỏi kinh ngạc.
còn tưởng rằng đã thật sự xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì đó. Tề Đẳng nhàn nói, tư bản thiên lại của chúng tôi đang trong quá trình thi công thung lũng giết người, đây hẳn sẽ là trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh Đông Hải có phải hay không? Nhưng bây giờ lại có người phái xe tải tới chặn đường thi công của chúng tôi, ông nói xem, đây có phải đang gây trở ngại cho sự phát triển của quốc gia, gây nguy hại đến sự an toàn của quốc gia hay không? Phó Phong Vân vô cùng ngạc nhiên, ông ấy còn tưởng rằng chuyện kinh thiên động địa thế nào, thì ra là có người gây phiền phức cho hắn à? Phó Phong Vân cười khổ, ông ấy nói, hình như đúng là có chuyện như vậy nhỉ? Tề Đẳng nhàn nói, ông chính là người nhận được huân chương bảo vệ quốc gia, từng ghi công với đất nước, cũng đâu thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra như vậy phải không nào? Phó Phong Vân cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, ông ấy nói, được rồi, nhị đương gia, cậu có yêu cầu gì thì cứ việc nói thẳng đi, tôi biết tôi vẫn còn mang ơn cậu, tất nhiên sẽ trả ơn cho cậu. Tề Đẳng nhàn cười ha hả, lúc này mới nói, vậy thì tôi xin phép nói thẳng. Tôi muốn phó lão đưa mệnh lệnh xuống phía dưới, phái cho tôi vài người tới đây, bắn nát hết đám xe vây quanh công trường của tôi là được. Yêu cầu này, hẳn là không quá đáng đâu nhỉ. Phó Phong Vân trầm ngâm trong giây, ông ấy nghĩ ngợi một phen, thung lũng giết người là một vùng hoang vắng, và lại đây cũng là nơi tỉnh Đông Hải đang tập trung khai thác giá trị. Bây giờ có người gây trở ngại cho công việc của Tề Đẳng Nhàn ở thung lũng giết người để gây rối, tìm đủ mưu hèn kế bẩn gây phiền toái, cũng coi như đang trì hoãn sự phát triển của tỉnh Đông Hải trong tương lai. Cho dù ông ấy có đích thân ra tay, cũng phải có lý do hợp tình hợp lý mới được. Quan trọng hơn là, Tề Đẳng Nhàn đã hạ được Vladimir dễ như trở bàn tay, đây quả là một món nợ ân tình rất lớn đối với ông ấy, dẫu sao thì anh ta cũng được mệnh danh là vị vua chiến tranh, tới cả Ngọc Tiểu Long cũng chẳng thể đấu được với anh ta. Được chứ, nhị đương gia cứ đừng chờ một lát là được, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho cơ quan quân đội gần đó nhất, bảo bọn họ tới giải quyết chuyện này. Phó Phong Vân đáp, vậy tôi xin chờ tin tốt của phó lão. Tề Đẳng Nhàn vui vẻ chào tạm biệt, sau đó ngắt điện thoại. Phó Phong Vân cũng không phải kẻ nói không giữ lời, ông ấy cầm điện thoại di động, nhập một dãy số, sau đó nói, xin hỏi, bên đó có phải sư đoàn 81 của thành phố Trung Hải không? Tôi là Bộ trưởng Bộ Quân sự ở Đế Đô, Phó Phong Vân. Xin chào Phó Lão, đây là sư đoàn 81 của thành phố Trung Hải, tôi là sư đoàn trưởng Tưởng Thiên Hà, xin ngài ra chỉ thị. Sau khi nghe thấy tên của Phó Phong Vân, đối phương cũng giật nảy cả mình, lập tức báo cáo tên họ. Phó Phong Vân thản nhiên hạ mệnh lệnh, bảo Tưởng Thiên Hà dẫn một chiếc xe tăng thiết giáp tới đó giải quyết vấn đề. Sư đoàn trưởng Tưởng Thiên Hà nghe xong, cao giọng đáp lại, vâng, tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau khi ngắt điện thoại, Tưởng Thiên Hà lập tức triệu tập một đoàn xe tăng thiết giáp, sau đó đi về phía thung lũng giết người. Cậu Tề à, cậu gọi điện xong chưa? Kết quả thế nào rồi? Lục Đông Hải nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn buông điện thoại bèn cười ha hả mà châm chọc. Vẻ mặt vô cùng đáng ghét. Chỉ e là bây giờ ông có muốn chuyển xe tải đi cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn mặt lạnh như tiền liếc xéo Lục Đông Hải một cái. Lục Đông Hải cười cợt, được thôi, vậy thì tôi sẽ ngồi đây chờ tin về công trường của cậu, để xem cậu Tề chuyển đống xe này đi như thế nào. Ông ta đã tính toán kỹ càng, chuyển nhiều xe như vậy khỏi chỗ này là điều không thể, biện pháp tốt nhất mà Tề Đẳng Nhàn có thể thực hiện, chính là dùng thuốc nổ để phá đường. Tiếp tục thi công. Đương nhiên, nếu Tề Đẳng Nhàn dám dùng thuốc nổ phá xe của ông ta, vậy thì ông ta cũng có cả trăm nghìn cách khiến cho Tề Đẳng Nhàn chịu khổ. Chớ có quên mấy lời ông đã nói đấy nhé, một lát nữa tôi còn phải đánh cho ông một trận ra trò để xả giận nữa kìa. Chỉ vì mấy chuyện phiền phức này của ông, tôi đã để phí mất một món nợ ân tình không nhỏ đó. Cho nên bây giờ tôi cực kỳ không vui. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn tối sầm. Tuy rằng hắn không để ý tới chuyện ân nghĩa với Phó Phong Vân cho lắm, nhưng Lục Đông Hải dám trèo lên đầu lên cổ hắn như vậy, hắn không thể không tức giận được. Lục Đông Hải cầm sách lên, lật thêm một trang, ông ta cười vô cùng lịch sự, nói rằng tôi đợi trận đòn này của cậu Tề đấy nhé. Nhưng cậu Tề này, cậu có biết không hả? Tôi có thể trở thành khách mời đặc biệt của Long Môn, ngoại trừ có đầu óc nhanh nhạy ra. Tôi cũng biết đôi chút về võ nghệ đó. Hai người đang nói chuyện giữa chừng, xe tăng thiết giáp của sư đoàn 81 đã đi tới thung lũng giết người. Tiếng động cơ của xe thiết giáp vang trời, rung chấn lớn tới nỗi cát sỏi trên mặt đường nảy cả lên.
Đám người làm việc cho Lục Đông Hải đang nhàn nhã trốn trong một góc, nhìn thấy nhiều xe thiết giáp và binh lính đã vũ trang đầy đủ như vậy, bọn họ đều phải trợn mắt há mồm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.